Các bạn đang nghe truyện chàng rễ mạnh nhất lịch sử trên kênh TV Audio CV. Chương 316, chuyến săn biên giới kết thúc. Đại hoạch toàn thắng. Lúc này, trong lòng đám võ tốt tinh nhuệ nước sở này là hoàn toàn tuyệt vọng. Bọn họ thực sự dốc hết toàn lực. Những người ở phía trước tạo nên bức tường bằng tấm thuẫn toàn bộ cũng là đại lực sĩ, tấm thuẫn trong tay bằng gỗ bọc sắt, nặng chừng 450 mươi cân. Bình thường bọn họ không biết đã làm bao nhiêu lần thí nghiệm, căn bản là chém không được. Dù cho cung có mạnh đến đâu cũng vô pháp bắn thủng. Thế nhưng ai biết đám điên Việt quốc này dùng đại đao lớn, nặng và sắc bén như vậy kia chứ? Chỉ một đao, tấm thuẫn vững chắc đã bị chém thành hai nửa. Đao thứ hai, cả người đã bị chém thành hai nửa. Nhưng mà, võ tốt nước sở ra sức dùng trường thương thọc đâm, ra sức dùng chiến đao chặt chém. Nhưng mà không có chút ý nghĩa nào. Đầu thương trực tiếp gãy, chiến đao trực tiếp nứt toát. Đám điên Việt quốc hoàn toàn không tổn hao lông tóc gì. Sắt thép của gia tộc họ Kim lúc này đã nổi tiếng khắp thiên hạ, thậm chí trực tiếp thúc đẩy kỹ thuật rèn đúc các quốc gia quá triển, hơn nữa cũng để cho các quốc gia tiến hành một lần thay đổi quần áo. Sắt thép của nước sở tuy rằng cách biệt với gia tộc họ Kim, nhưng không đến mức chênh lệch lớn như vậy. Mấu chốt là khôi giáp của 2.000 quân đội vương bài dưới trướng thẩm lãng quá biến thái những quốc gia khác cũng đều tái sử dụng giáp sắt vì sản lượng quá thấp, hơn nữa đặc biệt đắt đỏ, trên cơ bản chỉ dùng rèn chiến đao, hơn nữa chỉ dùng thép ở chỗ cần thiết. Nhưng áo giáp của bọn người đột biến dưới trướng thẩm lãng đều dùng thép loại 1 để đúc, hơn nữa còn là giáp thép dày mấy ly. Hoàn toàn bất chấp chi phí, mới có khôi giáp đao thương bất nhập như vậy. Mới có siêu đại đao đánh đâu thắng đấy, dùng sức mạnh khổng lồ chém xuống thì có gì bổ không được, thứ nào chúng phải chỉ có nát như mà thôi cứ như vậy hai ngàn người đột biến huyết mạch tốc độ không thay đổi trên đường về phía trước trên đường về phía trước siêu mạch đao trong tay mỗi giây chém xuống một lần xoẹt 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 nơi đi qua máu tươi khắp bầu trời thay phơi khắp nơi bất luận dùng ngôn ngữ nào không cách nào hình dung một màn đầy hoa lệ và kinh ngạc này hơn một nghìn cây siêu mạch đao vẫn chỉnh tề như một tiết tấu giống nhau cùng tốc độ cùng góc độ hai ngàn người giống như một con quái vật khổng lồ vô cùng đáng sợ. Diễn ra một Mỹ học chiến tranh không chi sánh bằng. Một mực nghiền ép trên đường. Chỉ chốc lát ngắn mũi, hai ngàn tên võ tốt nước sở toàn bộ bị chém vết sạch sẽ. Toàn quân hủy diệt. Đương nhiên còn có một nhóm nhỏ thực sự không chịu nổi áp lực tinh thần như vậy nên kéo nhau chạy trốn mất dạng. Chỉ tầm một khắc đồng hồ ngắn mũi, liền kết thúc cuộc chiến đấu này. Toàn bộ như chết lặng sứ thần các nước vốn dự đoán đây sẽ là một trận giết chóc bọn họ đoán đúng phân nửa đầu tiên bọn họ suy đoán sẽ phải một canh giờ kết thúc chiến đấu kết quả không đến hai khắc đồng hồ hai ngàn võ tốt tinh nhuệ nước sở toàn quân hủy diệt thứ nhì đương nhiên là đối tượng bị tàn sát đã đoán sai tất cả mọi người thấy da đầu tê dại rợn cả tóc gáy quá đột nhiên thật là đáng sợ cứ như vậy trên đường càng tới. Không hề có lực chống lại. Hai ngàn tên võ tốt của nước sở cũng không phải hạ người trói gà không chặt, mà là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Tại sao lại như thế kia chứ, hoàn toàn là một trận giết chóc. Tàn sát đến tuyệt vọng. Thế nhưng đồng thời sợ hãi, bọn họ không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì một màn này quá hoa lệ. Quá nóng máu. Tưởng chừng như chính là đỉnh cao chiến tranh Mỹ học đây là một nhánh không có quân đội sát khí. Thậm chí lúc giết người, đều không có gì khí thế khói lửa gì cả. Khi mấy nghìn nhánh mạch đao đồng thời chém xuống, cái loại cảm giác đẹp để đồng loạt, tưởng chừng như để cho toàn thân người ta đều nổi da gà lên. Đám quan viên của Việt Quốc đi theo dự cũng trợn to mắt đến cực hạn, miệng cũng há hốc ra. Họ hoàn toàn không thể tin nổi khi nhìn một màn này. Đây, đây là quân đội Việt Quốc ta ư, đội quân mạnh mẽ như vậy ta làm sao không biết kia chứ, đám người kia không phải phế vật, không phải đần độn à, mạnh đến tưởng chừng như để cho người ta hít thở không thông, mà năm ngàn cấm quân việc đổ mồ hôi lạnh phía sau lưng. Bởi vì dọc theo con đường này, bọn họ mắng nhiều từ ngữ vô cùng khó nghe. Phế vật, ngu ngốc, đần độn. Hơn nữa rất nhiều người mắng nhiếc những tân quân này. Nhưng đám người kia giống như cũng chẳng hề tức giận, ngược lại cúi đầu không nói. Bị mắng không trả treo đám cấm quân này không thể động thủ đánh người, nhưng bọn họ cũng dám chắc rằng nếu như bọn họ ra tay đánh, bọn phế vật dưới trướng thẩm lãng cũng không dám đánh trả, không dám đánh lại cũng không chửi lại, đơn giản là một đám người rất vô năng. Nhưng đến trên chiến trường, đám người kia lại đè bẹp tất cả, tàn sát tất cả. Cái này, cái này cảm tạ ơn đại hiệp không giết tất cả cấm quân trong lòng còn sợ hãi, kế tiếp ta có cần phải đi bồi tội cho bọn hắn không vậy? Không không, không. Tuyệt đối không nên, bọn họ lúc đầu không nhớ rõ, nếu như ta cố tình bồi tội, nói không chừng bọn họ liền nhớ kỹ. Sau đó ta gặp được đám người kia, lập tức phải tránh đi thật xa. Bằng không khi ta vừa tới đã nhất đau lưỡng đoạn, từ đầu đến chân của ta mỗi nơi đi một ngã. Mà người bị sốc nhất chính là sung Niu. Ông phỏng đoán thẩm lãng không chịu thua đơn giản như vậy, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến nhánh quân lại mạnh đến nước này đơn giản là ác mộng trên chiến trường. Sung Nghiêu không khỏi ở trong đầu diễn luyện, Tây quân dưới trướng ông phải cần bao nhiêu người, dùng những chiến thuật nào mới có thể đánh bại hai 000 người của thẩm lãng. Kết quả đặc biệt đáng sợ, có thể cần hơn một vạn người, còn chưa nhất định có thể thành công. Thẩm lãng người này lại ghê gớm như thế, lúc trước cuộc thi ân khoa văn võ thành công, còn có thể nói là bởi vì hắn phát hiện nhóm dư nghiệt huyết mạch cuối cùng của Khương Ly, không thể hoàn toàn coi là công lao của hắn nhưng lần này chỉ trong vòng 3 tháng, đã huấn luyện 2.000 phế vật thành lực sĩ vô địch. Đây quả thực là kỳ tích khiến cho bất kỳ ai cũng không thể tin nổi. Quân đội vương bài, chân chính vương bài, đương nhiên kẻ bị sốc hết mức chính là sở vương. Khi mưa tên rơi vào trên người tân quân Việt quốc mà lông tóc không bị tổn hại, ông ta cũng cảm giác được không ổn. Mà khi quân đội của hắn bị tàn sát, cả người ông ta rét run. Bộ óc giống như là sét đánh, từng đợt nổ vang trúng kế, trúng kế, thế nhưng thẩm lãng này làm sao làm được vậy, còn chưa kể ông ta có bản năng muốn giết sạch những mật thám mai phục tại Việt Quốc. Những tên mật thám này mỗi ngày đều báo cáo, thẩm lãng chiêu mộ 2.000 phế vật, mỗi ngày chỉ có vung đao giả, chỉ luyện tập một chiêu. Thời gian mấy tháng liền luyện một chiêu như vậy. Lù đù như lợn, hoàn toàn phế vật. Đương nhiên hiện tại xem ra, tin tức đám người kia quả thực không có sai. Nhánh tân quân này của thẩm lãng quả thực chỉ luyện một chiêu. Nhưng, con mẹ nó, bọn họ dùng một chiêu này là đủ rồi. Không nghĩ tới. Khi mấy nghìn người đồng thời dùng ra một chiêu, lại lại là quy lực vô hạn như thế. Bệ hạ, bệ hạ bên cạnh đại thần hô to. Ước chừng một lúc lâu, sở vương mới tỉnh lại. Bệ hạ, còn chưa kết thúc chiến đấu, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? bên cạnh đại thần kêu lên đúng vậy chiến đấu còn chưa kết thúc ta còn có 3.000 kỵ binh trọng giáp kỵ binh giả chiến vô địch huống chi là kỵ binh trọng giáp khi kỵ binh bắt đầu xung phong hoàn toàn là bẻ gãy nghiền nát bất luận bộ binh nào cũng không có bất kỳ lực nào để kháng cự trong lịch sử vô số trận chiến điển hình đều đã nói rõ điểm này cho nên không hề có ngoại lệ thiên hạ các nước đều xem kỵ binh trọng giáp trở thành vương bài tuyệt đối đúng ta còn chưa có thua, ta còn chưa thua mà, xuất động ba nghìn kỵ binh trọng giáp tuy rằng vô sĩ một chút, nhưng vì thắng tất cả đều đáng giá. Thẩm lãng, thứ người yêu nghiệt như ngươi thì không nên tồn tại, còn nhóm tân quân yêu nghiệt của ngươi cũng sẽ không nên tồn tại. Tức khắc sở vương hét lớn kỵ binh trọng giáp xung phong xuất kích, xung phong, giết sạch việt quân, chém giết sạch sẽ. Nghe những lời này, tất cả mọi người ghé mắt. Cái gì thế sở vương, ngươi không biết xấu hổ như vậy à, lại thực sự phải ra khỏi động kỵ binh trọng giáp, hơn nữa còn là 3.000 với 2.000, ai cũng rõ ràng biết, kỵ binh giả chiến vô địch. Chiến mã kể cả kỵ binh một khi xung phong tốc độ cao sẽ có sức mạnh vô cùng kinh người. Có quân đội nào trong thiên hạ chống đỡ được đây, dù cho đám tân quân yêu nghiệt của thẩm lãng cũng đỡ không xuể. Chí ít đến tận bây giờ, còn chưa có một nhánh bộ binh có thể chiến thắng kỵ binh trong trận chiến, huống chi là kỵ binh trọng giáp sở vương nhà ngươi vì thắng cuộc, thật đúng là không từ thủ đoạn nào. Theo sở vương ra lệnh một tiếng. Ba ngàn kỵ binh trọng giáp bắt đầu xuất động. Chiến mã mang theo tiết tấu di chuyển đặc biệt bắt đầu tăng nhanh dần dần, tăng tốc, tăng tốc tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng bắt đầu xung phong tốc độ cao. Mà ngay tại lúc này, bỗng nhiên hai tên to con như sắt thép, chật vọt ra. Đây là hai tên khổng lồ cao chừng 2 mét rưỡi, mặt trên người siêu trọng giáp, tay cầm một thứ trông có vẻ như lan nha bổng dài hơn 3 mét. Cây lan nha bổng tầm 3-400 cân trở lên. Đây là một cặp sinh đôi, đồng dạng là người có huyết mạch đặc biệt. Tên của hai người này gọi là đồ đại, đồ nhị. Là hai sát thần kinh người dưới trướng thái tử nước sở. Mỗi một lần ra chiến trường, hai người cũng có thể tàn sát mấy trăm người trở lên, tung hoành vô địch. Tồn tại như quái thú chiến trường. Ngay sau đó, lại có một tướng quân áo bạc vọt ra như chớp, trong tay một cây siêu cấp ngân thương. Người này là siêu danh tướng nước sở hô duyên tà, đồng dạng là xuất thân võ trạng nguyên, đồng dạng là danh tướng trẻ tuổi số một của nước sở. Hơn nữa, cả cũng là đã từng trẻ mồ côi trong chiến tranh. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, cả cũng là người có huyết mạch đặc biệt dư nghiệt của Khương Ly. Từ đó có thể thấy được, đế chủ Khương Ly lợi hại đến cỡ nào, ngày nay trong thiên hạ các nước, những võ tướng và võ giả hàng đầu hầu hết là dư nghiệt của Khương Ly. Thật cái gọi là Khương Ly té ngã, thiên hạ ăn no. Sứ thần các nước nhìn thấy ba người này xuất hiện, hoàn toàn không thể tin được. Sở vương vì thắng, lại đến nước này, đồ đại, đồ nhị, hô duyên tà ba người đều ra mặt. Có ba người này, còn ai làm đối thủ kia chứ? Đối với chiến tích ba người này, tưởng chừng như để cho người ta nghe đến lỗ tai đều tê dại. Dết, dết, Dết hình thể đồ đại cùng đồ nhị quá mức vĩ đại, sau khi mặc vào áo giáp, thể trọng vượt qua 700 cân, hơn nữa cộng thêm la nha bổng ba 400 cân, đã nặng vượt qua nghìn cân. Căn bản không có chiến mã có thể thồ nổi. Nơi hai người này đi qua, tuyệt đối không có một ngọn cỏ. Bị người bọn họ giết chết đừng bảo là chết không toàn thay, mà là trực tiếp thành bùng. Việc quốc bên này, còn ai làm đối thủ của hai tên đồ tể chiến trường này, trừ Lam Bảo ra, hoàn toàn không tìm được Lam Bảo không có tham gia chuyến sang biên giới lần này, cả là người của Tam Vương Tử, làm sao có thể sẽ vì thẩm lãng cống hiến kia chứ, mà ngay tại lúc này, tất cả mọi người chợt mở to hai mắt. Bởi vì, thẩm lãng bên này cũng có một tên khổng lồ chợt vọt ra. Đệt, cả càng thêm kinh người, trực tiếp ôm một thân cây làm vũ khí. Thân cây này so với bắp đùi còn lớn hơn, ước chừng dài mười mấy mét. Thế nhưng trong tay tên cơ bắp này như là không có gì vậy, ôm liền lao điên cuồng, so với chiến mã còn nhanh hơn. Gã đương nhiên là bất chiến trường, đại ngốc. Đồ đại cùng đồ nhị chỉ nhìn thoáng qua, liền hướng đại ngốc chạy như điên tới. xác nhận đã thấy, ngươi chính là người chúng ta muốn giết, giết, giết. Ba tên to con không cưỡi ngựa nhưng quỷ quái ở chỗ là còn chạy nhanh hơn cả ngựa đua mới chết. hung mảnh đối chiến, mà bên kia, khổ đầu hoang cùng hô duyên tà nhìn nhau một cái, chỉ biết đây là đối thủ nửa đời người chiến mã đôi bên tăng nhanh điên cuồng đối chiến toàn tràn hơn một nghìn sứ thần hoàn toàn thấy nhiệt huyết sôi trào không nghĩ tới vốn tưởng rằng chuyến sang biên giới sẽ nhàm chán đến cực điểm vậy mà lại trình diễn quyết đấu đỉnh cao như thế hơn nữa ba trận quyết đấu đỉnh cao đồng thời bắt đầu đáng tiếc ta chỉ có một cặp mắt nên chỉ có thể xem một trận tỷ thí thôi giống như ba trang tuyệt sắc quỳ gối trước mặt của ta nhưng ta thế là tất cả mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn trận quan trọng nhất. 2.000 tân quân Việt quốc đối chiến 3.000 kỵ binh trọng giáp. Đây là thứ kích thích, tràn ngập lo lắng và không công bằng nhất. Xung phong, xung phong, xung phong, xung phong 3.000 trọng kỵ nước sở tăng nhanh điên cuồng. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, mang theo thế kinh người. Thực sự như là sóng thần đáng sợ. Mang theo lực lượng bể gãy nghiền nát. Kỵ binh giả chiến đã vô địch rồi, Trọng kỵ binh càng vô địch. Mỗi một trọng kỵ binh nước Sở, trong lòng đều mang sự kiêu ngạo và khinh thường vô cùng. Đối diện những thứ lính mới của Việt Quốc, tuy rằng mới vừa sáng lập kỳ tích kinh người. Thế nhưng ở trước mặt trọng kỵ chúng ta, nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất luận bộ binh nào, đều không thể ngăn cản trọng kỵ xung phong. Khoảng cách 150m. Mét, 100m. Mét, 50m, mét dừng việc quân mười bách hộ ra lệnh một tiếng quân kỳ vung vẩy mà chủ tướng khổ đầu hoang chợt cùng tướng quân hô duyên tà nước sở chợt vọt tới cùng một lượt huy động lợi kiếm chiến đấu kịch liệt chủ tướng vốn nên chỉ huy chiến đấu không nên tự mình xuất chiến nhưng không có cách nào đã không người thứ hai có thể làm đối thủ hô duyên tà hơn nữa nhánh quân niết bàn giả này căn bản không cần gã chỉ huy tác dụng của chủ tướng là gì đúng là binh chi đảm đây là những xưng tụng về các loại binh khí của trung quốc xưa bách binh chi thủ tổ tức bàn tay của trăm binh là côn bách binh chi vương tặc vua của trăm binh là thương giáo bách binh chi quân hoàng tức hoàng đế trăm binh là kiếm bách binh chi đảm xuất tức can của trăm binh chủ soái là đao bách binh chi bá khôi là kích một nhánh quân đội can đảm kỷ luật đều cần dựa vào tướng lĩnh để duy trì còn cần quân đội chuyên áp trận chém giết kẻ chạy trốn thế nhưng hai ngàn tên huyết mạch niết bàn giả không cần bọn họ không biết sợ hãi là thứ gì đối mặt ba nghìn tên trọng kỵ binh điên cuồng xung phong bất luận bộ binh nào đều có thể kinh hồn tán đảm rung lẫy bẫy thậm chí vải cả cất đái nhất là ba nghìn trọng kỵ binh nước sở này đã thân kinh bách chiến sát khí tận trời bất luận đội ngũ tân binh nào đối mặt xung phong đằng đằng sát khí đều có thể bỏ trốn mất dạng thế nhưng mí mắt hai ngàn người cũng không có run rẩy một cái cái gì là sợ đúng chúng ta biết sợ thậm chí chúng ta phần lớn thời điểm đều đang sợ dù cho ở lúc ngủ cũng tràn đầy thấp thỏm lo âu nhưng chúng ta sợ là ánh mắt của cha mẹ người nhà ghét bỏ sợ ánh mắt khinh bỉ của người qua đường và sợ tất cả mọi người cô lập cái khác chúng ta không sợ chúng ta ngay cả chết còn không sợ vợ của em trai rưới nước sôi lên người ta còn chẳng trốn lấy một lần trên trán của lý cẩu tử có một vết sẹo lớn là chú của gã chém. Lúc đó trong một đợt tụ hội quan trọng, chú của gã uống say, họ hét ra lệnh của Lý Cẩu Tử là một chuyện nhưng gã không làm. Bởi vì gã thực sự làm không được. Chú bắt gã đi ôm một ả gái điếm, đồng thời sờ ả gã có chết cũng làm không được. Ông chú say xỉn kia thẹn quá thành giận, trực tiếp rút đao ra uy hiếp nói hoặc là đi ôm ả điếm, hoặc là bị chém chết. Tiếp đó, ông chú đó thực sự chém xuống. Lý Cẩu Tử giống như một thằng đần, đứng vẫn không nhúc nhích để ông ta chém. Người là thúc thúc của con, là người nhà của con, nếu như muốn con chết, thì con sẽ chết. Đương nhiên thúc thúc cả chẳng qua là phải hù dọa, không nghĩ tới kẻ ngu này lại thực sự bất động, kết quả thúc thúc không có kịp ngưng tay lại, trực tiếp chém ra một vết thương trên trán gã. Đám người chúng ta không sợ hãi giao búa, nhưng chúng ta lo sợ ánh mắt và lời nói của kẻ khác. Còn hơn 3.000 kỵ binh trọng giáp phía trước sông tới có vẻ như hung tàn vô cùng. Thế nhưng, trong mắt hai ngàn huyết mạch niết bàn giả, giống như cách một tầng thần kinh vậy, như thể không có quan hệ gì với bọn họ. Đứng như tùng, mười anh em họ lan hạ lệnh. Tức khắc hai ngàn tên huyết mạch niết bàn giả như là cây tùng vậy, hơi hơi cong thân thể, dường như muốn đóng mình trên mặt đất. Đây mới thực là đứng như tùng. Chiêu thứ hai, chuẩn bị, mười bách hộ lại một lần nữa hạ lệnh hai ngàn tên niết bàn giả dơ lên thật cao siêu mạch đao trong tay, tốc độ hơi nghiêng. Chiêu thứ nhất chém người, chiêu thứ hai chém ngựa. Ánh mắt hai ngàn người này không có sát khí, đương nhiên cũng không có sợ hãi. Cứ như là bức tường thép vững vàng đứng sững ở chỗ đó. Như là siêu đê đập đứng sừng sững, cùng đợi sóng biển tập kích kinh người. Mỗi một cọng lông tơ của hơn một nghìn quan viên của các sứ đoàn ở đây đều dựng lên, thậm chí tất cả mọi người đứng thẳng lên tưởng chừng như không thể tin được hai mắt của mình đám tân quân việt quốc này lại định dựa vào máu thịt mà chống đối kỵ binh trọng giáp xung phong ơ ờ, chúng bị điên thật sao coi như là thất bại một màn này cũng vô cùng bi tráng cán cân trong lòng mọi người trong nháy mắt chuyển dời đến trên người hai ngàn tân quân việt quốc thậm chí bọn họ đều ngồi không yên toàn bộ đứng dậy ngừng thở cùng đợi một khắc kia đến cái khoảnh khắc kỵ binh trọng giáp xông tới động trời ở bên trong não thẩm lãng, không khỏi hiện ra một từ. Sao chổi va chạm trái đất? Vào giờ phút này, hắn cũng không khỏi được vô cùng khẩn trương đứng dậy. Tuy rằng hắn đã điều tra rất nhiều lần trận điển hình. Đội mạch đao nhà đường quả thực nhiều lần chiến thắng kỵ binh đột quyết. Hơn nữa ở trong trận tiêu diệt phản loạn An Lộc Sơn và Sử Tư Minh, đội mạch đao cũng lập được chiến công hiển hách. Nhưng lúc một màn trước mắt này phát sinh, hắn cũng không dám nắm chắc trong lòng dết 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 ba nghìn kỵ binh trọng giáp nước sở tăng nhanh đến rất cực hạn ba mươi m mười m năm m tiếp đó xông tới động trời trong phút chốc gần như trời đất thất thanh toàn bộ trong đất trời giống như chỉ còn lại một loại thanh âm đó chính là hai đội quân va chạm vào nhau mãnh liệt kỵ binh trọng giáp nước sở điên cuồng mà lại hung mảnh xông tới hàng ngũ tân quân việt quốc giống như thủy triều đáng sợ, điên cuồng đập vào con đê. Không, không, tình hình có chút không giống. Khi chiến mã phe địch cách còn không đến 2 mét, nhóm tân quân niết bàn giả của Việt quốc bỗng nhiên chém xuống mạch đao. Hơn nữa, lần này động tác tất cả mọi người không còn là chỉnh tề tuyệt đối. Mỗi người đều nhìn chằm chằm một mục tiêu. Tiếp đó, tìm đúng cơ hội chính xác nhất mà chém một phát kinh thiên. Chậm không? Một giây không được, nhanh không? một giây cũng không được phải tuyệt đối tinh chuẩn nhất đao lưỡng đoạn xoẹt máu tươi cùng phúng chiến mã lao điên cùng trực tiếp bị chém đầu xuống toàn bộ cái cổ kể cả nửa thân thể toàn bộ bị chém thành hai khúc kỵ binh trên lưng ngựa lúc đầu hung tàn cực kỳ mà huy động chiến đao định chém đầu bọn tân quân việt quốc ấy thế mà cả người lúc này bị trực tiếp bay ra ngoài nhưng khi bọn họ còn chưa có rơi xuống đất nhất đao lưỡng đoạn tân quân việt quốc hàng tiếp theo chợt chém xuống trực tiếp trên không trung chém bọn họ thành hai nữa một màn này trực tiếp cho thẩm lãng chấn động đến da đầu tê dại trong lòng từng đợt run rẩy ta có tài đức gì lại có thể có quân đội vương bài như vậy lúc trước thẩm lãng cảm thấy nhóm tân quân sở dĩ cường đại nguyên nhân trọng yếu nhất là huyết mạch bởi vì thẩm lãng thay đổi huyết mạch của bọn họ mới để cho bọn họ cường đại như vậy hiện tại hắn nhất định phải cải biến loại ý nghĩ này đám người kia sở dĩ cường đại nguyên nhân cốt lõi nhất là thế giới tinh thần của trái tim bọn họ bọn họ tập trung không sợ hãi nhạy cảm đơn thuần mới là năng khiếu mạnh nhất của bọn họ đó mới là năng khiếu biến bọn họ trở nên vô địch bởi vì không sợ cho nên bọn họ mới không có chạy trốn bởi vì chuyên chú cùng nhạy cảm bọn họ mới có thể tìm được thời cơ chiến đấu tinh chuẩn nhất xoẹt, xoẹt xoẹt mấy trăm nhánh siêu cấp mạch đao chợt chém xuống. Mấy trăm con chiến mã chạy băng băng, trực tiếp bị chém giết. Thế nhưng dù cho chiến mã bị chém bay đâu, vẫn mang theo quán tính kinh người va chạm tới. ầm 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 rầm từng đợt nổ, mấy trăm sát ngựa đụng vào trên đám người tân quân niết bàn giả này. Phục rất nhiều người phải phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng thân thể chẳng qua là thoáng một cái, không có ngã xuống, cũng không lui lại. Mà lúc này, kỵ binh trọng giáp phía sau nước sở, ngược lại bị trở ngại, trận thế đại loạn. Kỵ binh xung phong có nghĩa là mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Nếu như phía trước một loạt chiến mã toàn bộ bị chém giết, hơn nữa thi thể chồng chất. Như vậy kỵ binh phía sau sẽ xuất hiện màn tông vào đuôi xe đáng sợ. ầm 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 rầm vô số kỵ binh xung phong đụng vào nhau. Toàn bộ khí thế kinh người đã bị cản trở xuống. Nhưng những người này dù sao cũng là trọng kỵ tinh nhuệ nhất nước sở, những kỵ sĩ này chợt thúc vào bụng ngựa, giật dây cương, trực tiếp nhảy lên, xông qua đám sát ngựa cản trở trước mặt, tiếp tục hướng xung phong về phía đại trận tân quân Việt quốc. Thế nhưng, đã không khí thế trẻ tre kinh khủng như ban đầu nữa. Hai quân đội trọng giáp, trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Kỵ binh trọng giáp nước sở, duy nhất có ưu thế chính là trên cao nhìn xuống. Thế nhưng, luận sức mạnh, bọn họ không bằng tân quân Việt quốc. Luận trọng giáp, bọn họ cũng không bằng. Luận võ khí, luận không sợ thì bọn họ cũng không bằng. Nhưng thứ không bằng nhất chính là uy lực đoàn thể tác chiến. Do đó, một cảnh tượng hoành tráng lại xuất hiện lần nữa. Hai ngàn tên tân quân niết bàn giả chỉnh tề dơ lên siêu mạch đao trong tay và chém xuống đều tâm tắc. Nhất đao lưỡng đoạn. Nhất đao lưỡng đoạn, trên chiến trường, huyết khí tận trời, chiến mã hí vang tiếng trống trận vang dội tận trời xanh vẫn là tàn sát mặc dù không phải tàn sát về một phía thế nhưng siêu quân đội của thẩm lãng phát quy lực chiến đấu mạnh hơn đội mạch đao nhà đường cái này là đúng bởi vì áo giáp trên người bọn họ không chỉ chắc chắn hơn mạch đao bọn họ nặng hơn sức mạnh bọn họ lớn hơn gấp mấy lần sự không sợ hãi và tập trung của bọn họ đều vượt qua đội mạch đao nhà đường cho nên vẫn là đè bẹp, chiếm hết thượng phong, một bên khác, ba tên khổng lồ cũng chợt chém giết đến cùng nhau. Đại ngốc lấy một địch hai, đối chiến đồ đại cùng đồ nhị. Thành thật mà nói, ngay từ đầu đại ngốc có chút hạ phong, bởi vì đây là lực lượng tuyệt đối chống lại, không có gì chống đối cùng tránh né. Ba tay siêu lực sĩ, liền trực tiếp đối cứng. Đại ngốc luyện võ mới chừng một năm, mà hai người này luyện võ mười mấy năm. Đơn thuần về mặt sức mạnh, đồ đại đồ nhị không kém gì đại ngốc ba người chiến thiên hôn địa ám kinh thiên động địa mỗi một lần đánh cũng làm cho người ta phải kinh tâm động phách bởi vì người bình thường đập một phát liền trực tiếp thành thịt nát mà đại ngốc một thân siêu cấp trọng giáp huynh đệ họ đồ cũng vậy ba người chiến đấu đến mức liên tục phát ra tia lửa trầm ba bốn trăm cân lan nha bỗng chợt nện ở trên lưng đại ngốc một tiếng vang thật lớn tưởng chừng như đinh tai nhức óc tuôn ra tia lửa dù cho ở ban ngày đều rõ ràng có thể thấy được thế nhưng đại ngốc thân thể lắc lư đều không lắc lư một cái ta không sao bởi vì áo giáp gã mặt dày hơn nửa ngón tay cây đại thụ của gã chợt nện ở trên lưng đồ nhị trực tiếp đánh văng đồ nhị ra ngoài hai người chợt quằn quại đứng dậy hừ hừ lão tử không có việc gì ba người này chiến đấu tưởng chừng như cho tất cả mọi người thấy nghiến răng nghiến lợi. Đây căn bản không phải nhân loại bình thường. Ba người này chiến đấu, không phải xem ai mạnh hơn, cũng không phải xem ai tốc độ nhanh hơn, chính là xem ai đỡ nổi. Xem ai trang bị tốt. Chỉ chốc lát ngắn mũi, đại ngốc trên người đã trúng hơn 100 lần đòn lan nha bỗng nghiêm trọng. Dù cho bọc bằng thép cao cấp nhất, đều có chút biến hình. Không sai, là bọc thép, không phải áo giáp mà huynh đệ họ đồ cũng bị thân cây đại ngốc đánh bại mấy chục lần thế nhưng lão tử không có việc gì mới vừa đứng dậy lại tiếp tục đập ba tên siêu cấp dũng tướng chiến đấu để tất cả sứ thần khắp nơi thấy vô cùng tự ti siêu dũng tướng như vậy việt quốc còn có một người lam bạo gã cũng thích lan nha bổng mà bên này khổ đầu hoang cùng hô duyên tà chiến đấu liền cảnh đẹp ý vui hoa cả mắt hai người kia chẳng những là võ đạo cường giả đỉnh cấp, hơn nữa cũng là cường giả chiến trường. Mỗi một chiêu, cũng chuẩn như trong sách giáo khoa vậy. Đánh hoàn toàn là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Kỳ thực, khổ đầu hoang rất ăn thiệt đòi. Mấy năm nay vì báo thù cho gia tộc họ trác, cả chuyên chú tu luyện võ đạo cá nhân. Mà ở trên chiến mã, sử dụng kiếm vô cùng thua thiệt. Hô Duyên tài dùng ngân thương, ước chừng dài hơn 2 mét, một tấc dài một tấc mạnh không phải tùy tiện nói cho vui đâu đương nhiên khổ đầu hoang có thể trực tiếp chém giết chiến mã đối phương tiếp đó đôi bên rơi xuống đất tái chiến như thế vũ khí của gã liền chiếm thượng phong nhưng gã là loại người kiêu ngạo thế nào làm sao thực hiện cái việc bị ổi thế kia được then chốt kỳ phùng địch thủ đánh nhau đã diền vô cùng đã lâu rồi không có gặp phải đối thủ mạnh như vậy đối phương cũng là quân tử từng chiêu ngay thẳng không hề thâm độc hai người càng đánh trong lòng càng tán thưởng đối phương đánh lấy đánh lấy vừa hận không thể lập tức đánh bại đối thủ vừa lại muốn phải lôi kéo đối phương kết bái tưởng chừng như cùng gặp được huynh đệ khác họ vậy cuộc chiến sinh tử gặp người có nhân phẩm cái này là hoàn toàn tốt toàn tràng mấy trăm sứ thần đã hoàn toàn quên mất sứ mệnh hôm nay quá đặc sắc hoàn toàn không kịp nhìn quyết đấu đỉnh cao giữa quân đội mạnh nhất quyết đấu đỉnh cao giữa quái thú mạnh nhất chiến trường quyết đấu đỉnh cao giữa danh tướng võ đạo mạnh nhất hôm nay tuyệt đối là ngày may mắn chuyến săn biên giới như vậy thật là hiếm có mà trận đầu tiên phân ra thắng bại dĩ nhiên là đại ngốc bên kia bởi vì sau khi đồ đại cùng đồ nhị cùng chiến một khắc đồng hồ siêu cấp la nha bổng trong tay vung vẩy hơn một nghìn lần lực lượng cuối cùng dần dần yếu xuống rồi mà đại ngốc là một tân tuyệt đối biến thái lực lượng từ đầu đến cuối như một lực đánh chiêu đầu tiên và chiêu thứ một ngàn của ta vẫn y như nhau. Ngay từ đầu gã lấy một địch hai, rơi vào hạ phong. Về sau là tương xứng. Sau đó là chiếm thượng phong. Dần dần, hai anh em đồ đại, đồ nhị, liên tiếp bị gã đánh ngã xuống đất. ầm 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 rầm hai tên to con này hết lần này đến lần khác bị đánh bay ra ngoài. Đại ngốc luôn luôn nghiền ép tới. Càng đánh càng xa, càng đánh càng xa cuối cùng chẳng biết tại sao một cột cờ liền đứng sững ở trước mặt cái này đây là quân kỳ à đại ngốc chỉ cần cướp lấy một trận chiến này coi như là thắng đại ngốc nhìn thoáng qua lấy tay bắt một cái không được quá nhỏ vẫn là đại thụ trong tay ta dùng tốt thế là gã bỏ qua cơ hội cướp cồ tiếp tục quơ đại thụ trong tay điên cuồng đập tới tất cả mọi người nhìn ngây người đ có thể đoạt cờ mà ngươi không thèm cướp sao ngươi đây là ngốc sao đại ngốc không phải ngốc gã chẳng qua là tiến vào trạng thái chiến đấu cuồng bạo hoàn toàn không dừng được khu vực hai dặm chỗ ba người chiến đấu giống như bị một nghìn con bò cày qua vậy rõ ràng mặt đất bằng phẳng cứng rắn thế mà giờ trở nên mấp mô đầy khe rảnh thậm chí còn có cả bùn nhão ba người này tuyệt đối là quái thú cuồng bạo đương nhiên trung tâm toàn bộ chiến trường vẫn 2.000 tân quân niết bàn giả của thẩm lãng. Đây mới là Mỹ học chiến tranh cực hạn. Ngay từ đầu 2.000 tân quân niết bàn giả này, bị kỵ binh bao vây xung phong liều chết. Bị bao vây tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Bọn họ không có làm gì khác, vẫn như là huấn luyện mọi khi vậy, hơn 100 cân siêu cấp mạch đao, không ngừng múa chém. Nhất đao lưỡng đoạn, lúc huấn luyện, từ sáng đến tối phải múa chém mấy vạn lần, hơn nữa còn là hơn 200 cân đao chì. Bây giờ đao thật hơn 100 cân, múa chém hơn 1.000 lần, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Còn bị địch nhân chém trúng, bị địch nhân chiến mã đánh bay. Chỉ cần không chết, liền đứng dậy tiếp tục tác chiến. Nếu như đã chết, vậy liền chết đi. Nếu như không chết, nhưng xương gãy, vậy nằm trên mặt đất bất động. Chỉ cần không chết, vĩnh viễn nhất đao lưỡng đoạn. Cứ như vậy, không ngừng chém giết, chém giết, chém giết, tiếp đó không giải thích được, xung quanh dần dần thưa thớt. Đám biến thái này lại giết sạch ba ngàn kỵ binh trọng giáp, giết hết, giết sạch rồi, tiếp tục, bọn họ lại tập kết thành trận, không ngừng đi phía trước, đi phía trước. Lại nhìn xung quanh, có vô số sát ngựa và sát kỵ binh. Còn dư lại mấy trăm trọng kỵ nước sở cũng nhịn không được nữa, chạy tán loạn khắp nơi, dù cho những trọng kỵ binh không muốn trốn, chiến mã dưới hán bọn họ cũng muốn trốn vương đại cảm thấy xương sườn của mình như gãy hai cái nhưng mà không có vấn đề gã thu hồi siêu cấp mạch đao tiếp tục tiến tới cả nhánh quân đội cùng tốc độ tiết tấu giống y hệt chỉnh tề như một thật giống như chiến đấu mới vừa rồi không có phát sinh vậy kỳ thực bên trong này không biết có bao nhiêu người hộp máu cũng không biết có bao nhiêu người gân cốt kể đoạn thế nhưng không có vấn đề trận hình không thể loạn bước tiến không thể loạn, cứ tiến về phía trước. Vương Đại ngẩng đầu nhìn lên, phía trước có một cột cờ, chặn đường đi của gã lại. Đây chính là quân kỳ nước sở sao, chiếm cái quân kỳ này, xem như thắng, Vương Đại không có đoạt, dơ lên siêu cấp mạch đao. Chắc hẳn là dùng chiêu thứ hai. Chém nghiêng xuống, nhất đao lưỡng đoạn, cột cờ to bằng cánh tay bị chém đứt. Quân kỳ nước sở ngã xuống. Chuyến sang biên giới kết thúc, Việt quốc, đại hoạch toàn thắng, trận chiến của đại ngốc bên này còn chưa kết thúc thế nhưng gã đã hoàn toàn đè bẹp hai anh em họ đồ hai người kia mới vừa từ dưới đất bò dậy lập tức lại bị đại ngốc đánh bại trầm trực tiếp đánh bay ra ngoài mười mấy mét một màn này nếu có người thấy được nhất định sẽ nghĩ biện pháp che mắt quá bạo lực thật sự đáng sợ anh em họ đồ mặc áo giáp cộng thêm la nha bỗng cỡ lớn chính là có chừng hơn một nghìn cân cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài thật xa, chuyện này cần bao nhiêu sức lực vậy? Hai anh em này lần lượt bị đánh bại, lần lượt đứng lên. Khôi giáp cả người bị méo mó, nhưng thân người chả bị thương tổn chút nào, ngay cả máu cũng không có phun một ngụm. ầm 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 mười mấy lần. Mấy chục lần. Hơn trăm lần, cuối cùng, khi anh em họ đồ lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài đập mạnh xuống đất, bọn họ không tiếp tục tiến lên nữa. Hai người trực tiếp nằm trên mặt đất, hướng đại ngốc quát huynh đệ hãy đập chết chúng ta đi lão tử không thể để bị bắt mẹ nó lão tử mới vừa dậy đại thụ của ngươi đã đập tới rồi dù sao cũng đã té xuống còn đứng dậy cái rắm tiếp tục hai huynh đệ này banh cả tứ chi nằm thẳng cẳng trên mặt đất mở thành một chữ đại vẫn không nhúc nhích lão tử không động nữa ngươi qua đây đập chết lão tử đi mất đi đối thủ đại ngốc chẳng bao lâu từ trạng thái cuồng bạo tỉnh táo trở lại. Hai người sao lại nằm xuống vậy? Đại ngốc bèn hỏi. Đồ đại đáp trên mặt đất dễ chịu hơn. Đồ nhị nói hoặc là huynh đệ qua đây đập chết bọn ta, bằng không chúng ta đứng lên, huynh đệ cũng không được đánh chúng ta nữa đấy. Hai người này ngược lại biết thức thời. Nếu như ngươi muốn đánh chúng ta thì mau ra tay đi, bằng không phải để chúng ta đi. Đại ngốc nói vậy được, các người cứ đi, ta không đánh các người nữa hai anh em đồ đại đồ nhị y như cá chép đá nhau đứng lên thẳng tắp một chút trục trặc cũng không có Ca, đệ muốn đi ì đồ nhị nói đệ vừa nói vậy làm ta cũng mắc cái tên ngốc to con kia thật lợi hại lại đánh cho hai người chúng ta phải vải phân tiếp tục hai anh em đi lục tìm bụi cây quay đầu lại nhìn thoáng qua đại ngốc nói tên ngốc to con chúng ta muốn đi ì ngươi cũng cùng đi hả đại ngốc lắc đầu đáp ta không muốn đi rồi gã vừa quay đầu lại á à, ta ta đây đi đến đâu vậy làm sao không thấy người nào hết trơn hết trọi vậy đại ngốc trên đường chiến đấu đè bẹp hai anh em họ đồ thì cứ mãi di chuyên về phía tây luôn luôn đi về phía tây thậm chí còn xa hơn biên giới 4 năm dặm tiếp đó đại ngốc mang theo cây đại thụ kia hướng về biên giới việt quốc lao điên cùng dọc theo đường đi gã gặp phải trọng giáp kỵ binh nước sở chạy tứ tán khắp nơi. Gã có hơi kinh ngạc. Ta có nên đánh đám người kia hay không vậy? Kết quả, tên này thoáng có một chút do dự, nhờ vậy toàn bộ trọng giáp kỵ binh nước sở càng có thêm cơ hội bỏ trốn mất dạng. Con bà nó. Việc quốc thật lợi hại, mới đâu ra nhiều quái vật như vậy. Hai ngàn con quái vật hồi trước đã lợi hại như vậy, giờ có con quái vật cỡ bự này còn ác đạn hơn. Cầm cả một cây đại thụ làm vũ khí, chỉ cần đập xuống thì cả người lẫn ngựa đều thành thịt nát. Mà bên kia trận chiến giữa khổ đầu hoang cùng hô duyên tà cũng tiến vào hồi cuối. Bỗng nhiên, màn chiến đấu của hai người trùng tiết tấu lại. Hô duyên tà nói ta thua. Những người đứng ngoài quan sát kinh ngạc. Vậy là thua sao? Sao chúng ta không nhìn ra vậy? Quả thực không nhìn ra, bởi vì hô duyên tà ba chiêu về sau mới thua những thứ cao thủ hàng đầu này quyết đấu nắm giữ tình thế rõ ràng. Mặc dù kết quả còn chưa xuất hiện, nhưng trong lòng bọn họ sớm đã có kết quả. Hô duyên tà, khổ nhất trần, có duyên gặp lại, có duyên gặp lại, đôi bên đều trở lại phần quân trận của mình, đáng tiếc không đúng trường hợp, bằng không thật sự có thể kết bái. Chuyến sang biên giới kỳ này, ba trận toàn thắng, vậy kết thúc, chuyến sang biên giới đặc sắc hiếm có vậy mà kết thúc sao? Chưa đã ghiền mà hơn một nghìn sứ thần các nước giống như uống say vậy. Bi vũ, bi vũ, bi vũ, hơn một nghìn sứ thần các nước đứng ngoài quan sát nhịn không được vung tay hô to. Tuy rằng Việt quốc tương lai có thể là kẻ thù của bọn họ, nhưng thế giới này vẫn theo đuổi chủ nghĩa anh hùng. Nhánh tân quân này của Việt quốc quả tật rất đáng ngạc nhiên. Làm người ta ngạc nhiên đến mức hồn muốn bay ra ngoài. Chân chính đội quân kỳ tích, đội quân vương bài, sau khi sứ đoàn các quốc gia hô to lên mấy ngàn cấm quân bên việt quốc vung tay hô to việt quốc uy vũ việt quốc uy vũ vạn thắng vạn thắng đại vương vạn tuế đại vương vạn tuế có lẽ có người ta nói cái từ vạn tuế này không thể kêu bừa chỉ có hoàng đế mới có thể kêu vạn tuế đó là vương triều của trung quốc phong kiến giai đoạn sau mới chú ý nhiều như vậy vạn tuế ban đầu là kêu tùy tiện thậm chí vào nhà tùy còn có cả một dũng tướng tên là sử vạn tuế ninh chính một thân nhung trang đi tới bên dưới cái đài cao dựng ngay trên khu vực diễn ra chuyến sang biên giới, không người nói may mắn không làm nhục mệnh. Lúc này, liêm thân vương của đế quốc đại viêm xuất hiện ở trên đài cao, Lan Tiến nói ta tuyên bố, lần này chuyến sang biên giới hai nước sở việc chính thức kết thúc, việt quốc thắng. vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, việt quốc bên này, bất kể là quan viên, hay là cấm quân, hay là tây quân của Xung niêu, đều vung tay hô to. lúc này mặc kệ mỗi người là lập trường gì nhưng tràng thắng lợi này cũng là thuộc về Việt quốc. Lúc này, Ninh Chính dơ cao vương kỳ Việt quốc, chậm rãi đi lên đài cao. Dựa theo lệ cũ, quân vương phe thắng sẽ vung vẫy vương kỳ trên đài. Tiếp đó, cắm cái vương kỳ này cắm trên cái đài quan sát săn bắn để kỷ niệm trận thắng lợi này. Thế nhưng việc vương bệnh nặng như vậy, có thể vung vẫy nổi cái vương kỳ này hay sao, cái cục cờ cộng thêm vương kỳ nặng tầm hơn trăm cân. Đi tới trên đài cao, Ninh Chính quỳ một gối, đưa Vương Kỳ cho việc Vương Ninh Nguyên hiến. Mọi người kinh ngạc. Ninh Chính làm chuyện này là muốn chơi phụ vương của ngươi à, ngươi làm chuyện này thì ông ta sẽ khó xử thế nào? Ngươi biết rõ là ông ta lâm bệnh nặng nâng không nổi thứ gì hết sao? Lúc này, mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người Việt Vương Ninh Nguyên Hiến. Tấm chăn bông trên người ông như thể một lớp áo choàng dày sù sụ, sụ, tóc xám tro, có vẻ già nua yếu ớt không thể tả cả người ngồi trơ ở trên đài cao. Toàn tràng tĩnh lặng không tiếng động, lặng lặng nhìn chầm chầm ninh nguyên hiến. Kể cả liêm thân vương, kể cả sở vương. Thậm chí có rất nhiều ánh mắt nhìn vào có chút hả hê. Nhưng mà vào lúc này, hay, ninh nguyên hiến chợt trống lên một tiếng, giọng như là sấm sét vậy, làm cho tất cả mọi người lại càng hoảng sợ. Chất giọng này nào có nửa điểm yếu ớt hả, tiếp đó, thân thể ông bỗng dưng muốn căng lên dùng sức lắc một cái. Chăn bông như tấm áo choàng, trực tiếp bay ra ngoài. Lớp áo bông khoác trên người ông trực tiếp nát bấy. Lộ ra vương bào uy vũ vô song của ông. Rồng vàng ẩn trên nền đen, uy phong lẫm lẫm. Mũ miệng trên đỉnh đầu cũng chợt bị nội lực chân khí của ông sốc lên. Mái tóc xám cho đầy đâu tung xỏa, bay trên không trung. Trong phút chốc, cả người ninh nguyên hiến giống như ma thuật biến hóa vậy nào có nửa điểm già nưa, nào có nửa điểm bệnh tật, nếp nhăn trên mặt biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Cặp mắt đục ngầu trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén. Cả khuôn mặt, trong nháy mắt trở nên phản phiêu. Anh tư bừng bừng phấn chấn, uy phong lẫm lẫm, mái tóc màu xám cho này khiến cho ông càng thêm bá khí nghiêm nghị. Nội cái điệu bộ này, chỗ nào như người năm mươi mấy tuổi chứ, tối đa bốn mươi tuổi mà thôi, tiếp tục. Ninh Nguyên hiến dùng một tay nhẹ nhàng tiếp nhận Vương Kỳ trên cân, dơ lên thật cao. Trọng lượng trăm cân trong tay ông như là không có gì. Ha 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 Việt Vương cười đầy hào sản. Thanh âm xuyên mây nước tường, vang vọng ở trong tay mỗi một người. Đây mà là người bị trúng gió đây hả? Đừng nói giỡn, ninh chính, tốt lắm, con không để cho quả nhân thất vọng. Nghe những lời này, ninh chính nước mắt tuôn ra, dập đầu sát đất đời này cho tới bây giờ gã đều chưa từng nghe qua phụ vương mang vẻ mặt ôn hòa mà nói với mình như vậy. Việt vương ninh nguyên hiến đưa mắt nhìn về hướng hai nghìn tân quân niết bàn. Mỗi người các ngươi, cũng là niềm tự hào của quả nhân, cũng là niềm tự hào của Việt quốc, các ngươi chính là đội quân vương bài của Việt quốc chúng ta, quả nhân ban thưởng các ngươi danh hiệu đệ nhất quân của Việt quốc, quân niết bàn, đến tận đây, nhánh quân đội này có phong hào chính thức. Quân niết bàn uy phong lẫm lẫm, kể từ hôm nay, quân niết bàn nhất định uy chấn thiên hạ hôm nay chẳng qua là thắng nhỏ quả nhân tin tưởng vững chắc quân niết bàn nhất định bách chiến bách thắng không gì không đánh được chất giọng của ninh nguyên hiến vang đến trong mỗi lỗ tai nào chỉ là nói sang sảng đơn giản là nội lực kinh người tức khắc hơn một vạn đại quân việt quốc quỳ xuống chỉnh tề bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn tuế toàn tràng chỉ có một nhánh quân đội không có quỳ xuống đó chính là quân niết bàn dưới trướng ninh chính cùng thẩm lãng bọn họ không phải ngạo mạn mà là bởi vì không có mệnh lệnh bọn họ không quỳ được 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 quân đội vương bài của quả nhân chính là muốn không giống người thường ha 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 lúc này đám thần tử việt quốc theo tới kinh ngạc sững sờ hóa ra đại vương không có bệnh không có trúng gió mà càng thêm khiếp sợ là sở vương chuyến sang biên giới này thất bại đã như là một con dao thọc mạnh vào tim của ông ai có thể nghĩ đến hai ngàn tân quân việt đánh bại 2 ngàn võ tốt tinh nhuệ thậm chí còn đánh bại 3 ngàn kỵ binh trọng giáp của ông kia chứ thời đại phải đổi rồi sao một quân chủng hoàn toàn mới ra đời à từ nay về sau kỵ binh trọng giáp không còn là quân đội vương bài nữa khi kỵ binh trọng giáp của ông thất bại hơn nữa còn bỏ chạy tán loạn khắp nơi cả người ông như bị sấm sét đánh trúng trong nháy mắt mất đi tất cả cảm giác cả người lâm vào trạng thái chết lặng hoàn toàn lúc này thậm chí không phải khổ sở bởi vì bị đả kích quá lớn, cả người mất đi tất cả phản ứng với thế giới bên ngoài. Lần này vốn là nở mày nở mặt. Vốn là thắng lợi trăm phần trăm. Kết quả lại kéo lộ mông ra rồi. Năm nghìn tinh nhuệ còn đánh không được hai ngàn lính mới của Việt quốc. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Tiếp đó Ninh Nguyên hiến bỗng nhiên như có ma thuật, cả người từ ốm yếu trở nên uy phong lẫm lẫm. Khí phách tận trời, tức khắc, sở vương trong nháy mắt từ trạng thái chết lặng bị kích hoạt trở lại ninh nguyên hiến ngươi chơi ta à ngươi không bệnh sao sở vương chợt đứng lên chỉ vào việc vương lớn tiếng kêu lên ninh nguyên hiến cười ha ha đáp lại vương huynh nói gì vậy quả nhân là bị bệnh thật bệnh tương đối nghiêm trọng đó lúc này trong lòng tất cả mọi người đều la làng bệnh cái rắm việc vương nhà ngươi chỉ thích bày trò thế giới này chính là kỳ quái như vậy Ngươi luôn miệng nói không bệnh không bệnh, người khác ngược lại cảm thấy ngươi nhất định có bệnh. Nhưng nếu như ngươi luôn miệng nói có bệnh, tất cả mọi người liền cũng cảm thấy ngươi chỉ ra vẻ, Sở Vương nhìn Ninh Nguyên Hiến, lại nhìn thẩm Lãng. Ông ta cảm nhận một cách sâu sắc rằng mình đã bị lợi dụng, bị chơi khăm. Độc lắm Ninh Nguyên Hiến. Độc lắm thẩm Lãng. Lúc các ngươi mới vừa đưa ra chuyến sang biên giới liền đã muốn hại ta quân thần các ngươi liên thủ diễn trò biến sở vương đường đường như ta trở thành con khỉ mà ngay tại lúc này ninh nguyên hiến nói liêm thân vương còn có sứ thần các nước kế tiếp có phải là lúc nên thực hiện hiệp ước hay không liêm thân vương của đế quốc đại viêm cũng bị chấn động đến kinh ngạc ánh mắt nhìn phía ninh nguyên hiến cũng không khỏi có chút trách cứ hay cho ninh nguyên hiến nhà ngươi ngươi và ta chẳng những là thông gia hơn nữa cũng là bạn tri kỷ ngươi thậm chí ngay cả ta đều lừa gạt đây có thể lại là quỷ kế của tên nhóc thẩm lãng quá độc, một bạc tay này đánh cho sở vương quá độc ác. Lúc này liêm thân vương với kinh đô nước sở không khỏi tràn đầy thông cảm. Quá thảm, hao tổn năm nghìn tinh nhuệ là việc nhỏ. Mấu chốt là đã đánh mất thể diện quá lớn, hoàn toàn là bị ninh nguyên hiến dẫm ở lòng bàn chân diễu võ dương oai. Nhưng ông lấy tư cách là trọng tài tối cao ngày hôm nay, nhất định phải làm việc. Ta tuyên bố, lần này chuyến sang biên giới chân thực hiệu quả, đôi bên bắt đầu thực hiện hiệp ước, hai nước bắt đầu di chuyển cột mốc biên giới, chính là nhanh như vậy, chính là trực tiếp như vậy, mấy ngàn tên cấm quân Việt quốc di chuyển chỉnh tề, trực tiếp nhổ toàn bộ cột mốc biên giới, hết sạch. Thậm chí lại thêm hung ác, trực tiếp đập nát luôn cột mốc biên giới nước sở. Tiếp đó cấm quân lên ngựa, tiến tới 20 dặm, đóng xuống cột mốc biên giới. Dĩ nhiên, đường biên giới hai nước cỡ việc kéo dài mấy trăm dặm mà, toàn bộ quá trình cần một hai tháng mới có thể hoàn thành hôm nay di chuyển cột mốc biên giới, chẳng qua là tính tượng trưng mà thôi, quân đội nước sở, toàn bộ rời khỏi. Liêm thân vương ra lệnh một tiếng. Đây là ra mệnh lệnh tàn nhẫn nhất. Bởi vì phe thua chuyến sang biên giới phải cắt nhường 20 dặm quốc thổ, cắt nhường 23 cái thành lũy. Quân đội hộ tống sở vương đến đây có hơn một vạn người, nguyên bản coi như ở trên lãnh thổ của mình, bây giờ những thứ lãnh thổ này biến thành Việt quốc. Lấy tư cách quân đội địch quốc, đương nhiên phải lui ra ngoài toàn bộ. Không chỉ có như thế, còn phải rút quân tất cả trong phạm vi 23 thành lũy trong vòng 20 dặm. May là đây là biên giới hai nước, khắp nơi đều có trú quân cùng thành lũy, không có dân chúng nào, bằng không còn càng thêm phiền phức. Hoặc là cùng nhau cách nhường cả lãnh thổ cùng dân chúng, hoặc là tất cả mọi người phải di chuyển. Toàn quân nước sở đều nhìn về phía đại vương của bọn họ, cần sở vương hạ chỉ bọn họ mới có thể lui lại sở vương lòng như đao cắt vậy. Liêm thân vương nói sở vương yên tâm, quân đội của đế quốc sẽ bảo vệ ngài an toàn. Sở vương thống khổ nhắm hai mắt lại. Ông ta kế thừa ngai vàng hơn 30 năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Mấy tháng trước, vua ngô trẻ tuổi có thể có tâm trạng như vậy. Nhưng mà ngô vương còn trẻ, còn có thể chịu nhục, nằm gai nếm mật. Sở vương cũng đã hơn 60 rồi. Khi một lần nữa mở mắt, trong mắt sở vương đều đỏ rực chật vung tay lên hơn một vạn đại quân nước sở bắt đầu lui về phía sau rời khỏi hai mươi dặm chỉ còn lại hai người hai tên đồ đại cùng đồ nhị còn đi ị trong rừng chưa ra liêm thân vương của đế quốc đại viêm nói bước tiếp theo trong việc thực hiện hiệp ước của chuyến săn biên giới mời sở vương tuyên đọc chiếu thư vừa rồi cắt nhường lãnh thổ quân sở lui về phía sau hai mươi dặm còn chưa phải là sỉ nhục nhất bây giờ mới là đây cơ hồ là bắt ngươi ăn ít tiếp đó còn muốn trước mặt mọi người hô to thật là thơm sở vương cố tình để thái tử thay thế nhưng có lẽ có người sẽ nói đây rõ ràng là nhiệm vụ của quân vương ngươi lại muốn cho thái tử thay thế bằng không đơn giản ngay cả vương vị cũng để cho gã ngồi thay luôn đi dù sao cũng ngươi đã già nua ngay cả chiếu thư đều đọc không nổi sở vương run rẩy đứng lên bày ra cái cái phong chiếu thư này người thua phải đọc phần chiếu thư này bản chất của phần chiếu thư này chính là công khai nhận sai lầm tỏ ý chiến tranh biên giới sở việt trước đó sai lầm hoàn toàn thuộc về phía bên ta không chỉ là hướng đối phương nhận sai hơn nữa còn là hướng toàn bộ thiên hạ nhận sai cặp quỷ bởi vì sở vương cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ thất bại cho nên chẳng qua là tùy tiện nhìn thoáng qua cũng không có hỏi đến trực tiếp để lễ bộ định ra ai mà ngờ được không biết lễ bộ đưa cho thiên tài nào viết lưu loát một hai nghìn chữ ta d ai viết vậy viết ba hoa chích chòe thế này bụng dạ khó lường bụng dạ khó lường tiếp đó sở vương phải đọc mỗi chữ mỗi câu của phần chiếu thư nhận sai lầm cùng lúc đó quan viên nhiều nước ở đây đồng bộ ghi chép bởi vì phần chiếu thư nhận tội của sở vương là muốn chiêu cáo thiên hạ làm mất mặt hoàn toàn thế này đọc lấy đọc lấy sở vương bi thương từ tận tim gan, nước mắt gần như muốn tuôn ra. Sự sỉ nhục trước đây chưa từng có. Quả nhân đã sáu mươi mấy sắp bảy mươi, vì sao còn phải bị sỉ nhục như vậy, đứa nào viết, lại dài như vậy, đây là ngại quả nhân mất mặt còn chưa đủ triệt để à, bất tri bất giác giọng của sở vương lại có chút nghẹn ngào. Nhưng mà vào lúc này, phía dưới có sứ thần một quốc gia bỗng nhiên hô to nói sở vương tức giọng lớn hơn chút nữa, thần không nghe được, sứ thần nước lương. Ta! mã mẹ cả nhà ngươi ấy thế nhưng sở vương buộc phải lớn tiếng hơn một chút để đọc bằng không những sứ thần quốc gia này sẽ lấy lý do không nghe được nên tự chế biến xào nấu đủ kiểu mà những thứ chiếu thư này phải truyền khắp thiên hạ một khi bị viết bừa càng thêm mất mặt gần hai nghìn chữ đọc mất hai khắc đồng hồ sở vương cũng run rẩy toàn thân giọng cũng run rẩy mà việc vương ninh nguyên hiến cả người gần như sướng đến phát điên quá đã quá sướng thoải mái trước nay chưa từng có, thậm chí so với lúc đánh bại Tô Nang còn sướng hơn, so với Ngô Vương đến nhận sai chịu thua càng thích hơn. Ngô Vương lúc đó tới nhận sai, vì đại cục Ninh Nguyên Hiến không thể đánh mặt, ngược lại phải trấn an Ngô Vương, hơn nữa cũng không có đứng ngoài quan sát. Lần này liền không giống như vậy. Hơn một nghìn tên sứ thần ngoại quốc đều ở đây. Sứ đoàn của đế quốc Đại Viêm cũng ở đây. Ngay trước mặt của mọi người, ngay trước mặt toàn bộ thiên hạ, vả đôn đốt vào mặt sở vương. Hơn nữa còn có thể nghe được từng đợt âm vang. Quả thực sướng cho đến tóc cũng phải dựng thẳng lên. Thằng nhóc phá phách thẩm lãng này quả nhiên là trời cao ban cho quả nhân. Ha 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 ha, nếu không có ngươi, quả nhân nào có huy hoàng hôm nay, phía nam tranh bá còn chưa có bắt đầu, sở vương liền thua bét nhẹ như thế. Hôm nay chính là đỉnh phong của quả nhân, hai khắc sau, sở vương cuối cùng đọc xong phần chiếu thư nhận sai gần hai nghìn chữ ông ta xin thề, sau khi quay về nhất định giết chết tay nào soạn ra cái chiếu thư này. Cổ họng của ông ta đã khản đặc. Đứng ở nơi đó bị gió lạnh thổi sáng, từ trong tim đến lòng bàn chân cũng là lạnh lẽo. Sau khi đọc xong toàn bộ chiếu thư, cả người gần như đều hoàn toàn cứng ngắc, không cách nào nhúc nhích. Liêm thân vương lại một lần nữa bước ra khỏi hàng nói phần thứ ba trong hiệp ước chuyến sang biên giới là bồi thường chiến tranh, thân thể sở vương lại rung lên. Chưa xong nữa à, bởi vì kế tiếp lại phải mất thể diện. Cái gọi là giao tiền bồi thường chiến tranh có thể xấp xỉ với nghi thức quyên tặng hậu thế, dùng bìa giấy là một tấm chi phiếu cỡ bự, trên đó viết số tiền bao nhiêu vạn. Tiếp đó, người đại diện sẽ tặng cho đối phương. Kế tiếp có vô số phóng viên nhào ra chụp ảnh, đèn flash sáng choang bắn ra bốn phía. Mà bây giờ sở vương phải không lưng chấp tay dân một lượng vàng cỡ bự tầm 20 cân cho việc vương ninh nguyên hiến trên cục lượng vàng to tổ chảng này viết chữ 80 vạn lượng vàng. Đây đồng dạng là tượng trưng thắng lợi, có thể đặt trong vương cung triển lãm. Sở vương, mời đưa vàng, sở vương dơ lên cái bánh vàng to lớn này, rồi không lưng chắp tay, đưa cho Việt vương. Việt vương, mời nhận vàng, mà lúc này, phía dưới thẩm lãng cũng không nhịn được nữa, cười phục ra. Cái từ ngữ này dùng được thật là khéo. Tức khắc, rất nhiều người hướng thẩm lãng trợn mắt nhìn nhất là sở vương cùng liêm thân vương của đế quốc. Đây là cái chỗ nào? Đây là thời khắc nào? Ngươi lại phát sinh tính cười chế nhạo như vậy. Có thể có nửa phần lễ giáo à, việc vương ninh nguyên hiến nhận lấy cục vàng bự chản này, không người nói vương huynh, cảm ơn huynh ban thưởng vàng, để nhận mà ngại ghê, sở vương không nói, khuôn mặt căng cứng. Kế tiếp, quan viên lễ bộ và hộ bộ hai bên xuất hiện, kiểm kê vàng. Thực sự toàn bộ dùng cân lớn mà đo, nửa cân nửa lượng cũng không thể thiếu. Tầm nửa giờ sau, năm vạn 6 nghìn cân vàng, toàn bộ giao hàng hoàn tất, đến tận đây, ba chỉ tiêu của hiệp ước chuyến sang biên giới coi như là toàn bộ hoàn thành. Tất cả kết thúc rồi chứ, sở vương không nói hai lời, hướng liêm thân vương của đế quốc vừa chấp tay, trực tiếp liền muốn rời đi. Mà lúc này, Việt vương Ninh Nguyên hiến bước nhanh về phía trước, phải sở vương cùng đi xuống dưới đài. Đài cao này có 99 bậc thang. Sở vương giận dữ, quả nhân còn chưa có đến mức không nhúc nhích nổi tiếp đó ông cố gắng sức muốn tránh thoát vòng tay nâng đỡ của việt vương thế nhưng ninh nguyên hiến bắt rất chặt ông ta căn bản là không thoát được thế là hai người sở thái tử cùng ninh nguyên hiến đỡ sở vương cùng xuống đài làm cho ông ta có vẻ càng già nua suy nhược sở vương thực sự muốn bùng nổ cơn giận ông biết lúc này ở trong cái nhìn của tất cả mọi người việt vương ninh nguyên hiến là trẻ tuổi oai hùng biết bao mà ông lại già nua không thể tả Cuối cùng 99 bậc thang này cuối cùng đi hết Sở vương leo lên xa miệng to lớn Ninh Nguyên hiến đứng ở ngoài xe Chấp tay nói cảm ơn vương huynh thành toàn Mà lúc này Thẩm lãng bỗng nhiên chấp tay hô to cung tiễn sở vương Đi đường Bình An Sở vương đi đường Bình An nha Thẩm lãng ta đệt mẹ ngươi Mẹ thằng này chắc chết cũng nhiều lần rồi Sở vương 7 ngày sau hoa ngân trở lại thăm chơi thẩm lãng lại một lần nữa hô to. Tức khắc, toàn bộ người nơi này cũng không thể nhịn nổi. Những lời này thật sự quá đáng, câu nói mới vừa rồi kia còn có thể nói là vô tâm, lời này thuần túy cố ý, cái gì gọi là bảy ngày trở lại thăm, ngươi là nói làm đầu thất, cho sở vương à, đầu thất là chỉ ngày thứ bảy sau khi người chết tạ thế. Mọi người đều tin rằng vào ngày, đầu thất, linh hồn người chết sẽ trở về nhà. Người nhà cần chuẩn bị một mâm cơm, sau đó trốn đi trước khi linh hồn người thân trở về tất cả mọi người toàn bộ hướng thẩm lãng trợn mắt nhìn nhất là liêm thân vương thẩm lãng nhà ngươi làm càng vô lễ như vậy à đây là công nhiên nguyền rủ quân vương nước khác à thẩm lãng lớn tiếng nói chỗ này cuối cùng cũng từng là địa bàn của nước sở bảy ngày sau cuộc mốc biên giới phải thay đổi toàn bộ hạ quan mới sở vương bảy ngày sau trở lại viếng thăm nhìn mảnh đất này là cuối cùng thôi thế nào hạ quan nói sai điều gì à Tất cả mọi người không nói gì. Ngươi đê tiện thì vô địch rồi. Ngươi da mặt dày ngươi nói đều đúng, chúng ta thừa nhận không bằng ngươi. Thái tử nước sở ra lệnh một tiếng đi, xa miệng của sở vương chạy về phía tây. Đi ra không đến một dặm. Sở vương cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Phục, một mụn máu tươi chật phun ra, tiếp đó cả người lăn đùng ra xỉu. Thái giám trong xa miệng sợ đến hồn phi phách tán, lại lại không dám lộ ra bất kỳ điều gì. Bên trong đại doanh Việt quốc, Sung Nghiêu, ngươi xem quân Niết Bàn của quả nhân thế nào, Ninh Nguyên hiến khí phách hăng hái nói. Cho dù là mùa đông, ông cũng chỉ ăn mặc mỏng manh, có vẻ càng tiêu sái lỗi lạc. Mấy tháng này ông thật sự là nhịn gần chết. Chứng nghẽn máu não của ông chỉ sắp xỉ một giờ đã được cứu về. Cho nên bộ não cùng chức năng thân thể cũng không bị tổn hại thực chất gì cả nghỉ ngơi một tháng sau đã không còn vấn đề gì nữa. Nhưng là vì giả bộ bệnh, ông mỗi ngày đều phải nhuộm tóc bạc, còn phải vờ còng lưng. Bây giờ cuối cùng có thể tiếp tục long hành hổ bộ. Đương nhiên, nội tâm ông lại có chút bi ai. Cái cuộc sống long hành hổ bộ có thể cũng không lâu. Bởi vì cái gọi là bệnh Parkinson sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Phải quý trọng khoảng thời gian long hành hổ bộ này cho thật tốt đi hiện tại uy vọng của ông cần phải lại một lần nữa trở lại đỉnh núi từ biểu hiện của xung nghiêu là có thể nhìn ra quả nhân không còn nhiều thời gian lắm nhất định phải thừa dịp trong khoảng thời gian này giải trừ hết toàn bộ nguy cơ trí mạng của việt quốc xung nghiêu nghe được câu hỏi ninh nguyên hiến sau đó tức khắc đáp bệ hạ quân niết bàn quả thực xưng là đệ nhất cường quân ninh nguyên hiến giống như nhớ ra chuyện gì xoay người bèn hỏi xung nghiêu ta thiếu ngươi bao nhiêu quân phí ấy nhỉ Xung Nghiêu nói 95 vạn lượng vàng. Ninh Nguyên Hiến nói Lê Chuẩn, lấy ra 95 vạn lượng vàng cho Xung Thái Úy. Mặt khác sẽ thêm 35 vạn lượng vàng, giao cho Xung Thái Úy lấy tư cách quân phí kế tiếp, Xung Nghiêu không người tạ Long Ân bệ hạ. Ninh Nguyên Hiến nói hôm nay thắng lợi huy hoàng vô cùng, nhưng tuyệt đối không thể say sư trầm mê, đại chiến đã đến. Lúc này đây sở vương thể diện mất hết, trong lòng tích góp từng tí một thù hận cùng phẫn nộ vô hạn, đến khi vua căn phía nam thế thành, sở vương nhất định sẽ điên cuồng khai chiến. Đến lúc đó không còn giống như tiểu đã tiểu nháo lần trước, lần này nhất định lại là cuộc chiến nghiêng nước. Vâng, Ninh Nguyên hiến tiến lên vỗ bả vai Sung Nghiêu một cái, nói Sung Nghiêu huynh, ta biết giữa chúng ta không có duyên phận gì. Thế nhưng những năm gần đây ngươi từ đầu đến cuối không có vi phạm nghĩa thần tử, ta khắc trong tâm khảm. Ta biết gần đây Ninh Dực cùng Ninh Kỳ huyên náo rất lợi hại, quả nhân trở lại sẽ trấn áp bọn họ, Quả nhân còn chưa có ngã xuống, vẫn chưa tới lúc phải tan nhà. Trung Nghiêu không tiến động, không lưng lại thêm dưới. Ninh Nguyên hiến nói kế tiếp bạo phát chiến tranh, có thể cuộc chiến ba nước, thậm chí có thể cuộc chiến bốn nước. Mấy nước đầu nhập tổng binh lực có thể sẽ vượt qua 40 vạn, 50 vạn, thậm chí nhiều hơn. Một trận chiến này không chỉ quyết định vận mệnh họ Ninh của ta, cũng quyết định vận mệnh họ Sung. Nếu như phía Tây bị mất, Việt quốc của ta có nguy cơ chia cắt, mà gia tộc họ sung cũng tan thành mây khói. Cho nên chiến trường phía Tây liền giao cho sung nghiêu huynh vậy. Sung nghiêu quỳ một cối nói thần sẽ dốc hết toàn lực, đến chết mới thôi, Ninh nguyên hiến lại một lần nữa vỗ vỗ bả vai sung nghiêu. Sung nghiêu nói bệ hạ an giấc, thần xin cáo lui, đến khi đi ra khỏi cửa, quốc quân ninh nguyên hiến bỗng nhiên nói sung nghiêu huynh, ngươi cảm thấy ninh chính thế nào, nghe những lời này, sung nghiêu không khỏi thân thể chấn động. Tuy rằng ông không quay đầu lại, nhưng trên mặt lại lộ ra biểu cảm không thể tin nổi. Thâm ý của lời này của bệ hạ quá sâu, ý trong lời này quả thực để cho người ta chấn động. Nhưng trong lúc nhất thời, sung miêu lại không có từ trả lời. Quên đi, coi như quả nhân cũng không nói gì. Ninh nguyên hiến phất phất tay, sung miêu rời đi. Ngày kế, Ninh nguyên hiến hạ chỉ bãi giá về kinh, đại quân trùng trùng điệp điệp rời khỏi biên giới sở trở về kinh đô. Lôi cái thằng nhãi kia lên đây." Ninh Nguyên Hiến nói. Một lát sau, Thẩm Lãng xuất hiện ở trong cái xa miệng to lớn của Ninh Nguyên Hiến. Thẩm công tử thần hồ kỳ kỹ, thật sự khiến cho quả nhân nhìn mà than thở, kinh ngạc vô song. Ninh Nguyên Hiến cười nói, "Thẩm Lãng không nói gì. Bệ hạ, chúng ta có thể nói chuyện gì dễ hơn không?" Giọng điệu của bệ hạ vừa rồi làm thần có cảm giác bệ hạ muốn cho thần lọc hố. "Ha ha ha ha." Ninh Nguyên Hiến nói đây là trận thua đã nhất suốt 20 năm qua, rất đã ghiền. Quả nhân có thể tưởng tượng, sau khi tin tức truyền ra, người trong thiên hạ sẽ chấn động ra làm sao. Ninh Nguyên Hiến lời còn chưa dứt. Ông lúc này rõ ràng vô cùng mong đợi trở lại Kinh Đô, lại một lần nữa quay phong tám hướng, kinh hoàng thiên hạ. Nhất là đám văn võ đại thần trong triều, suốt mấy tháng này đối với ông hơi có chút bằng mặt không bằng lòng. Cũng cảm thấy quốc quân này đã trúng gió ngã xuống, cho nên đều đi trèo cao, đi đầu nhập vào thái tử hay tam vương tử. Còn có thái tử cùng tam vương tử, cũng hiểu được phụ vương ngã bệnh, không làm được trọng tài tối cao, lại bất chấp quyền uy cung vương, đôi bên tranh chấp đảng phái càng ngày càng nghiêm trọng, trực tiếp giày xéo ranh giới cuối cùng, thậm chí tổn hại lợi ích Việt quốc. Lần này Ninh Nguyên hiến đại thắng chuyến sang biên giới, lại một lần nữa uy chấn thiên hạ, danh dự trở lại đỉnh phong. Đám người kia sẽ lại khiếp sợ đến cỡ nào, hạng rung lẫy bẫy quả thực để cho người ta vạn phần mong đợi. Tiểu tử, lần này nhờ có ngươi, lại lập được công trạng lớn. Ninh Nguyên Hiến nói. Thẩm lãng nói bệ hạ, thần dạy ngài mấy chữ. Ninh Nguyên Hiến kinh ngạc, chuyện này do ngươi là nói ta không học thức cà. Thẩm lãng cầm lấy bút, viết trên giấy, lại, xong, nhược, chuyết, lại xong nhược chuyết, tiếng trung, bốn chữ hán mở ra là mười chữ lại, bày tỏ sự việc thay đổi quá thường xuyên, có thể hiểu đơn giản là lại lại lại. lại. Quốc quân nhìn một chút, ngẩng ra, tiếp đó cười ha ha hành hành hành, mấy chữ này của ngươi quả nhân nhận, quả nhân học tập, thú vị, thú vị, tiếp tục, nên nguyên hiến nói thẩm công tử, ngươi lần này lập được đại công, nói đi, muốn phần thưởng gì vậy, thẩm lãng kinh ngạc hỏi lại bệ hạ, lúc trước chúng ta không phải nói xong rồi sao, lúc trước thẩm lãng cùng quốc quân nói xong. Nếu thua chuyến sang biên giới, thẩm lãng cùng ninh chính sẽ không thể dùng gì được nên bỏ trốn mất dạng đi. Nếu thắng quốc quân chính thức cho Ninh Chính cơ hội tranh ngôi, tăng cường quân bị 5.000, sắc phong làm gã là thiên Việt đề đốc. Quốc quân nói những thứ kia đã nói xong rồi, quả nhân còn muốn thưởng cho ngươi thứ khác, nói đi ngươi muốn cái gì, chỉ cần quả nhân có, đều có thể cho ngươi. Thẩm lãng ngẫm lại một hồi nói nếu như thế, vậy thần liền không khách khí, ngài liền phong một cái chức công tước đi, quốc quân tức khắc không nói gì. Phong công tước, thẩm công tử nhà ngươi coi trọng ta quá rồi trong đế quốc đại viêm khác họ không được phong vương. Phía dưới mấy đại vương quốc, khác họ không được phong công, đây cơ hồ là kỷ luật thép. Thẩm công tử nhà người đừng quên, vài thập niên trước phương đông các nước còn cũng là công quốc, mãi cho đến sau khi đế chủ Khương Ly cuộc khởi, hoàng đế vì kiềm chế Khương Ly mới trắng trợn phong vương, mới có mấy đại vương quốc. Toàn bộ việc quốc tính toán đâu ra đấy, cũng cũng chỉ có một công tước khác họ, đó chính là biện tiêu. Nghi cả sung nghiêu cũng chỉ là hầu tước mà thôi nhưng biện tiêu lúc ở nước ngô chính là hầu tước, hơn nữa ông đã có công lao gì, đó là gần như cứu vãn toàn bộ Việt quốc. Trực tiếp thay đổi vận mệnh nước Việt cùng nước ngô. Không chỉ để Việt quốc thắng được cuộc chiến nghiêng nước, hơn nữa để quả nhân đánh bại Ninh Nguyên Vũ leo lên ngai vàng, trực tiếp để Việt quốc thừa có thêm chính quận, mấy triệu dân chúng. Trên cơ bản, Việt quốc đã không còn khả năng xuất hiện công tước khác họ thứ hai. Nếu như xuất hiện, vậy cũng khoảng cách tiêu đời cũng không xa đương nhiên trong lòng quốc quân biết thằng nhóc phá phách thẩm lãng này chẳng qua là thuận miệng nói liều mà thôi ngươi vì ninh chính mà đòi chức vị công tước này sao ninh nguyên hiến hỏi đương nhiên thẩm lãng nói ngay cả tứ vương tử ninh chân đều là công tước ngũ vương tử vẫn chỉ là một hầu tước quá khó coi ninh nguyên hiến trong lòng thở dài ninh chính có người huynh đệ này như ngươi rõ ràng may mắn thẩm lãng nói bệ hạ ninh chính điện hạ muốn tranh ngôi tối thiểu ở tước vị phải cùng hai vị điện hạ địa vị ngang hàng mà. Ninh Nguyên Hiến nói ngươi quá vội vàng rồi, Ninh chính nó mới vừa tấn chức hầu tước chẳng bao lâu, thời gian mấy tháng mà thôi, nếu như chợt thăng công tước, dễ phá tan cân đối. Ngươi đổi sang một cái điều kiện khác, chỉ cần ở trong phạm vi năng lực của ta, nhất định cho ngươi thỏa mãn. Hơn nữa không thể là người khác, nên vì chính bản thân ngươi vui vẻ. Bệ hạ ngài nói quá trực tiếp. Trong phạm vi năng lực, Lúc nào bệ hạ nói những lời khiêm tốn thế này vậy? Không phải lúc trước ngài biểu hiện không gì làm không được sao? Còn kém trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, là thứ mà bản thân của ta vui vẻ, thẩm lãng vắt hết óc. Ta muốn cái gì? Ước chừng suy nghĩ một lúc lâu, hắn bỏ qua. Hắn thực sự nghĩ không ra mình muốn cái gì. Làm người quá mạnh cũng là một loại sai lầm, lại tìm không được mong muốn đó. Lãng gia ta đây muốn tiền có tiền muốn quyền có quyền, muốn thế có thế. Vinh hoa phú quý, mỹ nhân xoay quanh. Bằng không, ta còn muốn hòa bình thế giới. Tiếp đó quốc quân cũng hết chỗ nói rồi. Thẩm lãng lập nhiều công lao như vậy, ông thực sự liền muốn ban cho thẩm lãng thứ gì đó. Kết quả thẩm lãng tìm không được thứ hắn mong muốn. Ông cũng tìm không được cái gì có thể cho. Bằng không, quả nhân tứ hôn cho kim một thông. Ninh Nguyên Hiến nói ngươi nói xem ngươi chú ý người nào, bất kể là ai, ta cũng làm gã nàng cho kim một thông. Thẩm lãng kinh ngạc, nhưng mà cái này cũng có khả năng. Tên mập đều sắp 20 tuổi, bây giờ đều còn chưa có đối tượng, có chút thời điểm còn phải ở trong chăn nhìn tranh, kim bình mai phong nguyệt vô biên, quá thảm. Lấy tư cách anh rể, ta có nghĩa vụ cho giới thiệu đối tượng cho cậu em vợ. Bằng không, ta thế nào hướng nhạc phụ nhạc mẫu ăn nói, nghe nói tể tướng chúc hoàng chủ có một cháu gái tên gọi chúc nịnh dịu dàng xinh đẹp nội liễm hiền lành là một tài nữ đỉnh cấp năm nay 19 tuổi đều còn chưa có kết hôn thế nhưng người cầu hôn đã đạp phá đến ngưỡng cửa thế là thẩm lãng nói bệ hạ ngài cảm thấy chúc nịnh thế nào quốc quân hít một hơi khí lạnh chúc nịnh này cũng là chân chánh đệ nhất tài nữ kinh đô nàng là mệnh căn của tể tướng chúc hoàng chủ chân chính hò ngọc quý trên tay hơn nữa còn là tổng quản thư phòng của lão hơn nữa đệ nhất tài nữ này cũng không phải là tự phong, cũng không phải lẫn lộn. Cô gái này rất khiêm tốn, gần như cổng không ra, cửa sau không bước, chưa bao giờ ra ngoài tham gia những thứ tụ hội lộn xộn, cũng không truyền ra ngoài bất kể tác phẩm văn chương hay câu thơ nào cả. Như vậy cái danh tiếng đệ nhất tài nữ kinh đô của nàng đến như thế nào? Đầu tiên, tể tướng chúc hoàng chủ rất nhiều sách, văn chương cũng do nàng thay mặt mô phỏng, chuyện này chẳng lẽ còn chưa đủ lợi hại à? Thứ nhì, nàng năm nay 19 tuổi, lại tuyệt đối là hậu duệ danh môn, người muốn lấy nàng như là cá chép sang sông, không biết có bao nhiêu hướng nàng cầu thân. Nàng tối thiểu đã từ chối mấy chục tên tiến sĩ, thậm chí kể cả một tên trạng nguyên. Chúc Hoàng chủ nói, hôn sự của nàng đầu tiên phải do chính nàng làm chủ. Nếu như chính nàng ghét đàn ông, gia tộc tuyệt đối không thúc ép. Rất nhiều tài tử trẻ trung sau khi đậu tiến sĩ hăng hái bừng bừng đi thăm hỏi, kết quả chưa tới một canh giờ liền thua trận. Ồ lời này nghe làm sao lại quái như vậy. Nếu như đổi sang cái chuyện ứ ư này, một canh giờ đã rất lợi hại. Vậy nói chính xác một chút. Tất cả mọi người cùng chút nịnh so đấu tài nghệ, chưa tới một canh giờ đã thua toàn bộ. Cũng có nghĩa nàng thắng mấy chục tên tiến sĩ. Dĩ nhiên, đó cũng không phải nói nếu như nàng tham gia khoa cử liền nhất định có thể giành được trạng nguyên. Mà là cô gái này đọc vô số sách vở, nghe nhiều biết rộng, chiều rộng và chiều sâu kiến thức đều vô cùng kinh người cũng chính là nàng tiêu diệt mấy chục tên tiến sĩ cho nên danh tiếng lan truyền rộng rãi trở thành cái gọi là kinh đô đệ nhất tài nữ đối với cái danh này gia tộc họ chút coi thường đối với người khác mà nói cái gọi là kinh đô đệ nhất tài nữ là ca ngợi nhưng đối với họ chút mà nói lại là một loại nhục nhã giống như người xưng cục cưng một lan là đệ nhất mỹ nhân thành huyền vũ thẩm lãng cũng sẽ nổi đoá Ngươi mới đệ nhất mỹ nhân thành huyền vũ, cả nhà ngươi cũng là đệ nhất mỹ nhân thành huyền vũ. Tóm lại chút nịnh này đặc biệt khó ở, cho nên năm nay sắp 20 tuổi mà chưa có gã được ra ngoài. Gia tộc họ chút cũng không vội. Đương nhiên, bọn họ cũng quả thực không cần vội. Nói một câu khó nghe, con gái quốc quân có khi còn khó gã hơn. Nhưng con gái gia tộc họ chút tuyệt đối không lo gã. Người trong thiên hạ muốn thắng được con gái họ chút tuyệt đối vượt qua muốn lấy con gái của quốc quân. Những người khác của họ chúc đi gần với triều đình rất nhiều, chúc Hồng Tuyết cùng thầy với Ninh Hàn, chúc Hồng Bình được quốc quân khen là ngựa ngàn dặm nhà ta. Mà chúc nịnh này lại giữ khoảng cách với vương tộc, bình thường rất ít tiến cung. Quốc quân nghe được thẩm lãng lại muốn gả đệ nhất tài nữ cực kỳ kiêu ngạo đó cho Kim Mộc Thông làm vợ, tức khách gia đầu từng đợt tê dại. May mà thẩm lãng cũng không nói hòa bình thế giới, bằng không quốc quân có thể sẽ nói bằng không chúng ta nên nói một chút về hòa bình thế giới là hơn ông vốn định nói là đổi sang điều kiện khác được không khổ cái là ninh nguyên hiến cũng cần thể diện bây giờ ông giống như bậc cha chú ra sức khoe khoang năng lực của chính mình trước mặt đứa trẻ ra sức ban thưởng cho thẩm lãng cũng không thể để thẩm lãng đưa ra điều kiện thứ nhất ngươi không đáp ứng thẩm lãng nhắc lại ra điều kiện thứ hai ngươi vẫn không đáp ứng như thế liền có vẻ không chân thành được, quả nhân sẽ thử chuyện này một chút. Ninh Nguyên Hiến nói sau khi về Kinh Đô, quả nhân phải đi tự đi thăm hỏi chút tướng, cầu hôn cho Kim Mộc Thông. Mới vừa nói xong, quốc quân cũng cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Ông thực sự chút hối hận, vừa rồi vì sao lắm miệng, bây giờ ôm chuyện vào thân. Lần này đi cầu thân, tuyệt đối là phải mất thể diện. Chúc nịnh là người nào? Ngay cả quan trạng nguyên đều ghét. Kim Mộc Thông người nào, được rồi, yêu ai yêu cả đường đi, ấn tượng quốc quân bây giờ đối với Kim Mộc Thông cũng tốt. Nhưng nói một câu có lương tâm. Nếu như Kim Mộc Thông cũng đủ tiền đồ thì thẩm lãng cũng căn bản không có thể trở thành người ở rễ. Gia tộc họ Kim Thể 100 Kim Mộc Thông cũng không hơn nổi chút nịnh. Đương nhiên, Kim Mộc Thông vẫn tương đối đáng yêu. Đáng thương ở chỗ không ai yêu cả, nói chuyện phím tán dốc kết thúc. Sắc mặt của quốc quân thoáng trở nên nghiêm túc, nói thẩm lãng, quân niết bàn này mạnh như vậy, tối đa còn có thể luyện ra bao nhiêu người, thẩm lãng nói bệ hạ, có muốn nghe thần nói thật không, đương nhiên. Quốc quân nói, thẩm lãng nói binh siêu mạch đao cũng không cách nào luyện thêm nữa, loại thép tốt nhất của gia tộc họ Kim đã bị thần tiêu hết sạch. Vì đội quân niết bàn hơn 2.000 người này, thần dùng hết có thể mấy chục vạn lượng vàng. Quốc quân biết nhánh quân đội này đắt, nhưng không nghĩ tới sẽ đắt đến nước này thẩm lãng nói phân xưởng sắt thép của gia tộc họ kim dù thuộc nhà thần nhưng đi ra mỗi một lượng sắt thép đều phải cần ghi tiền đều phải cần vàng thật bạc trắng không thể bởi vì là nhà ta liền trực tiếp lấy điểm này quốc quân đương nhiên hiểu bất luận nhà nào đều là như vậy cũng tỷ như nói cấm quân là của ông phân xưởng vương tộc cũng của ông thế nhưng trang bị cấm quân cũng là cần dùng tiền mua lại từ phân xưởng vương tộc khoản chi nhất định phải rõ ràng phép tắc nhất định phải rõ ràng nếu không sẽ có tai họa ngầm kinh người. Thẩm lãng nói bình quân mỗi người có năm thanh đao chỉ dùng để huấn luyện, tổng cộng tiêu hao hơn 1 triệu cân trì, nhóm vật tư này là thần hướng hội thiên đạo mượn tiền. Còn có bọn họ mỗi ngày đều phải ngâm thuốc, cũng cần tiêu hao số lớn tiền tài, hội thiên đạo gần như mua hết sạch những dược liệu quý giá ở các tỉnh. Một khi ninh chính điện hạ mới vừa bắt đầu tranh ngôi, cũng đã thiếu hội thiên đạo 53 vạn lượng vàng. Số tiền này là thẩm lãng đứng ra mượn tiền, nhưng chủ nợ đương nhiên là ninh chính, cũng không thể để thẩm lãng tới gánh cả số tiền này. Cho nên nhánh quân đội vương bài này của thẩm lãng tuy rằng chỉ có hơn 2.000 người, thế nhưng tiêu hao tiền tài có thể trang bị ra mấy vạn đại quân. Thẩm lãng nói dĩ nhiên, nếu như thời gian đầy đủ, thần còn có thể luyện ra 3.000 đội quân mạch đao trọng giáp. Thế nhưng bệ hạ, ngài muốn dùng nhánh quân đội này đối mặt siêu cấp đại chiến kế tiếp đúng không, Ninh Nguyên Hiến gật đầu. Thẩm lãng nói vậy liền không thể nào, phân xưởng gia tộc họ kim của thần chí ít còn cần thời gian một năm mới có thể sản xuất ra nhiều vật liệu thép đỉnh cấp như vậy hơn nữa uy lực của đội quân niết bàn này ở khu vực bằng phẳng uy lực vô hạn nhưng một khi tiến vào chiến trường nước nam ẩu sẽ uy lực giảm nhiều quốc quân gật đầu nước nam ẩu khắp nơi đều có rừng rậm khe suối địa thế chật chội chật hẹp loại quân đội siêu trọng giáp này tác dụng thi triển không lớn chỗ đó thích hợp nhất cho quân vùng núi đội mạch đao quân niết bàn dựa vào là sức mạnh tập thể mấy nghìn nhánh mạch đao đồng thời chém xuống đi mới có thể bể gãy nghiền nát cho nên cần đất bằng phẳng nhưng mà bệ hạ thần đã chuẩn bị huấn luyện nhóm quân niết bàn tiếp theo thẩm lãng nói cái nhóm quân niết bàn thứ hai vẫn cường đại nghịch thiên nhưng không còn là binh mạch đao mà là loại quân thích hợp nhất tiến vào chiến trường vùng núi rừng rậm nước nam ẩu là một nhánh binh dùng cung tiễn có tính cơ động độ nhanh nhẹn cực kỳ cao số lượng có thể ở chừng ba người Ninh Nguyên Hiến nói ba nghìn người quân đội cung tiễn có phải hơi ít hay không? Rất khó cải biến chiến cuộc. Thẩm Lãng nói bệ hạ, nếu như mỗi người dùng cũng là cung hai thạch, có thể ngay cả bắn vài trăm mũi tên, đồng thời tinh chuẩn vô cùng thì sao? Ninh Nguyên Hiến mở to hai mắt, chuyện này không có khả năng đâu. Hiện nay toàn bộ vương triều Đại Viêm quân đội cung tiễn tinh nhuệ nhất dùng cũng là cung một thạch mà thôi. Một thạch rưỡi cũng phải là thần xạ thủ mới dùng cung hai thạch hơn nữa 3.000 người dùng cung hai thạch, khoảng cách hiệu quả sát thương của cung một thạch tầm 150 bước, khoảng cách hiệu quả sát thương cung hai thạch, tối thiểu tầm 200 năm bước. Hơn nữa ngay cả bắn hơn trăm mũi tên, còn vô cùng chính xác, Ninh nguyên hiến là không biết cái từ bộ đội đặc chủng này. Không sai, thẩm lãng phải bồi dưỡng bộ đội đặc chủng thích hợp tác chiến rừng rậm. Hơn nữa chỉ có 3.000 người duy nhất. Ninh Nguyên Hiến nói dùng cung hai thạch ngay cả bắn hơn trăm mũi tên. Điều này cần lực lượng kinh người, sợ rằng ngay cả quân niết bà mạch đao cũng không đủ sức thế này hơn nữa căn bản không cách nào đại quy mô chế tạo ra cường cung hai thạch siêu cấp đi quả thực không có ngay cả khi sức cả hai cánh tay có khả năng nâng 500 cân bạn thậm chí không thể bắn 100 mũi tên bằng cung hai thạch nhưng đó là siêu cấp cường cung hơn 200 cân đó hơn nữa cung của thế giới này được làm bằng gỗ và về cơ bản rất khó để đạt được cường độ lớn như vậy trường cung long bô trong lịch sử trường cung anh quốc làm bằng gỗ tử sam thông đỏ, loại ngắn tầm 1m5, loại dài thậm chí còn vượt hơn 2m, trọng lượng tầm 100 cân, chỉ có một số ít vượt qua 200 cân. Hơn nữa cung bình thường, càng kéo lâu cần sức mạnh càng lớn. Khi dương cung đến độ giãn cao nhất cần tất cả sức lực, lúc này rất khó duy trì, muốn ngắm bắn cũng khó. Thế nhưng, thẩm lãng thiết kế chế tạo là cung hỗn hợp hiện đại, con bao bao. Hắn bây giờ không thể tạo ra hợp kim nhôm, thế nhưng vật liệu thép có độ dẻo cao đã có thể chế tạo được dùng thép carbon thấp là đủ chế tác cường cung cũng đủ cung cấp sức mạnh có làm hai thạch hoàn toàn không có vấn đề cung hỗn hợp dùng cơ chế ròng rọc có hiệu quả ít tốn sức rất nhiều bởi vì kéo cung hỗn hợp sẽ xuất hiện một quá trình dao động sau khi tăng lực dương cung đến mức tận cùng bắt đầu giảm sử dụng lực cho đến khi cung hoàn toàn đầy đủ năng lượng điều này có nghĩa là có đủ thời gian để ổn định cung để nhắm bắn Chuyện này có ý nghĩa vượt thời đại đội với bắn tên. Thẩm lãng biết những người có huyết mạch trống rỗng này đều hết sức tập trung, đây chính là năng lực bẩm sinh của bọn họ. Khi bọn họ tập trung huấn luyện mạch đao, có thể suốt mấy tháng có thể luyện một chiêu nhất đao lưỡng đoạn hơn một triệu lần. Như vậy nhóm quân Niết Bàn thứ hai này, một khi được cải tạo huyết mạch xong, để cho bọn họ được huấn luyện bắn cung. Cam đoan bọn họ cũng sẽ giống đội mạch đao vậy, trong thời gian mấy tháng, huấn luyện bắn trên triệu lần tâm tư những người này như nước hết sức chuyên chú nhạy cảm một khi hết sức tập trung luyện tập xạ thuật vậy sẽ là hiệu quả cỡ nào hơn nữa toàn bộ trang bị siêu cường cung hai thạch dùng mũi tên bằng thép carbon cao lực sát thương khủng khiếp cỡ nào như vậy một đội cung thủ ba ngàn người như vậy cơ hồ là ác mộng của bất kỳ quân đội nào đội mạch đao quân niết bàn dùng cho cận chiến siêu cấp cung thủ dùng cho tầm xa hai đội quân phối hợp lại gần như vô địch thậm chí thẩm lãng trong lòng càng mong đợi 3.000 siêu cung thủ hơn nữa. Trong lịch sử, cung thủ tầm xa của nước Anh đã bắn đại quân nước Pháp vải cả ra phân. Ở trận Arin Cao, 6.000 quân đội Anh đối chiến 30.000 đại quân của nước Pháp. Còn được gọi là trận A ở Pháp, là một chiến thắng lớn trong chiến tranh trăm năm của quân Anh trước quân Pháp. Đây là một trận toàn thắng của vua Henry V nước Anh và có ý nghĩa như một đòn giáng sấm sét của ông vào quân Pháp, bất chấp ưu thế to lớn về quân số của Pháp. 5.000 cung thủ của quân Anh lúc đó bao gồm cung kỵ và cung bộ. Trong 6.000 quân đội Anh đã có 5.000 trường cung thủ. Kết quả một trận chiến này giết chết hơn chục 000 người Pháp, bản thân thương vong không vượt qua 300 người. Sáng lập đại thắng huy hoàng trước nay chưa từng có. Mà thẩm lãng phải luyện ra được nhánh quân Niết Bàn thứ hai, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối vượt qua xa trường cung thủ Anh quốc như vậy ở trên chiến trường sẽ có biểu hiện cỡ nào hoàn toàn không dám tưởng tượng quốc quân ninh nguyên hiến cũng không khỏi tiến vào trạng thái vô cùng hy vọng với nhánh quân đội này bỗng nhiên ông không khỏi nói ra thẩm lãng ngươi nỗ lực nhiều như vậy vì sao không huấn luyện nhánh quân đội này thành quân đội gia tộc họ kim vậy thẩm lãng nói sau đó thì sao gia tộc họ kim của thần làm phản xưng vương ngài là để nhạc phụ thần xưng vương hay để cho thần xưng vương Hãy để cho Kim một Thông xưng vương vậy. Á, à, Thẩm Lãng xưng vương, ngẫm lại cái khả năng này, thân thể quốc quân không khỏi run run một trận. Nếu cái thứ tai họa này mà làm vua, vậy, vậy dân chúng cùng khổ không sống nổi. Hơn nữa mục tiêu của Thẩm Lãng là thiên hạ không thù, tiêu diệt thái tử, tiêu diệt họ Tiết, tiêu diệt Tam vương tử. Nâng đỡ Ninh chính xem như là quá trình bỏ chi phí, nhận hiệu quả mà thôi. Thậm chí ở trong lòng Thẩm Lãng gia tộc họ Kim quả thực không có tư cách vương giả. Đương nhiên lãng gia cũng không có, hắn chỉ muốn hưởng thụ quyền lợi mà không muốn thực hiện nghĩa vụ. Chỉ phải vinh hoa phú quý, lại không muốn tần chính yêu dân. Xem ai không vừa mắt liền tiêu diệt ngay, cả ngày cũng không muốn đình lại, hoàn toàn không có bất kỳ khoan dung đại lượng. Ninh Nguyên hiến người ta cũng có thể bao dung rất nhiều kẻ ông không ưa. Ninh Chính càng chưa nói, độ lượng lớn đến nỗi để cho người ta giận sôi mà lòng độ lượng thẩm lãng, có thể còn hẹp hơn cả cống ngầm nữa. Huống hồ, ngài dầu gì cũng là nhạc phụ thần kia mà. Thẩm lãng nói. Quốc quân không nói gì. Hóa ra trong lòng ngươi, quả nhân còn không bằng kim trác có đúng không, không nên giày này mỏng kia, nên diễm cũng là băng thanh ngọc khiết với ngươi, sau đó cũng phải vì ngươi sanh con dưỡng cái, hơn nữa còn không danh không phận rõ ràng, thằng lõi con nhà ngươi trở về nội dung chính đi. Thẩm lãng, nhánh quân niết bà này còn cần bao lâu mới xuất hiện ninh nguyên hiến bèn hỏi thẩm lãng đáp chí ít nửa năm trở lên ninh nguyên hiến gật đầu không có tiếp tục nói hết trong lòng ông biết vua căng có thể sẽ không cho ông nửa năm tối đa thời gian mấy tháng siêu cấp đại chiến quyết định vận mạng sẽ bạo phát bỗng nhiên thẩm lãng nói bệ hạ nghe nói ngài vì ta từ chối hội ẩn nguyên mượn tiền ừ ninh nguyên hiến thờ ơ đáp lời Thẩm lãng nói ngài thiếu bao nhiêu tiền, Ninh Nguyên Hiến nói 3-4 triệu đi, được cái con số khổng lồ này, thẩm lãng một chút cũng không ngoài ý liệu. Thậm chí trong lòng hắn biết, dù cho nhiều tiền như vậy cũng không đủ. Bởi vì kế tiếp phải bạo phát đại chiến, đúng là cuộc chiến mấy chục vạn đại quân cấp độ nghiêng nước. Hoàng đế Càng Long trong trận chiến Kim Xuyên đã vận dụng mười mấy vạn quân đội, dùng hết bảy chục triệu bạc trắng làm quân phí. Kim Xuyên thực chất là một bộ tộc gốc người tạng vùng Am Đô, có tên tạng là Rigoron. Bộ tộc Rigoron bị nhà thanh tách làm hai bộ tộc nhỏ là Rapetan và Sanla điều này làm dấy lên sự bất mãn của người Rigoron. Càn Long đánh vùng này hai lần, lần thứ nhất, 1747-1749, và lần hai, 1771 sáu. Mà lần này Việt Quốc phải đồng thời đối mặt hai kẻ thù mạnh, vua căng cùng nước sở. Quy mô chiến tranh chỉ có lớn hơn. Cho nên 3-4 triệu lượng vàng nhất định là không đủ thế nhưng quốc quân không có hướng thẩm lãng mở miệng bởi vì ông biết bất kỳ một tổ chức hay cá nhân nào đều có một ranh giới cuối cùng để tiếp nhận nói thí dụ như hội thiên đạo đến tận bây giờ số tiền hội thiên đạo cho thẩm lãng cùng gia tộc họ kim đã là một con số khổng lồ kế tiếp huấn luyện nhánh quân niết bàn đệ nhị vẫn cần nhiều vàng cái khoản tiền vàng này vẫn là do thẩm lãng đứng ra hướng hội thiên đạo mượn tiền như vậy mấy triệu lượng vàng làm quân phí tốt nhất cũng không cần lại hướng hội thiên đạo lên tiếng. Một khi mở miệng, hội thiên đạo sẽ không cho mượn tiền, quan hệ của song phương sẽ sản sinh vết rách. Nếu là hội thiên đạo sẵn lòng cho mượn, e rằng cũng không thể lập tức lấy ra nhiều vàng đến thế vì nó ảnh hưởng đến chiến lược an bài của hội thiên đạo. Hơn nữa quan trọng nhất là Người mang đến cho người khác bao nhiêu lợi ích, nếu như người đòi lấy lợi ích vượt qua giới hạn, liên minh chiến lược song phương sẽ sụp đổ hội thiên đạo cuối cùng không giống như hội ẩn nguyên, mới vừa sống lại không vượt qua thời gian hơn một năm, hơn nữa đang đang thời hạn điên cuồng mở rộng, thật không có bao nhiêu lượng vàng tồn kho. Thẩm lãng cất giọng bân quơ bệ hạ, bằng không cho thần hơn nửa tháng, kiếm 3 triệu lượng vàng cho ngài được không? Ninh Nguyên Hiến nói thẩm lãng, đừng phải cầu người khác đi làm chuyện vượt quá giới hạn chịu đựng, hội thiên đạo rất khó xuất ra số tiền này, hơn nữa đây chỉ là con số chi đầu tiên cho quân phí mà thôi. Thẩm lãng nói thần nói là kiếm, không hướng hội Thiên đạo mượn, cũng không hướng hội Ẩn Nguyên mượn. Trong vòng nửa tháng thần sẽ kiếm 3 triệu lượng vàng thuần túy cho bệ hạ. Nếu như thần làm được, ngài liền cho Ninh Chính điện hạ sắc phong công tước, trong vòng nửa tháng kiếm 3 triệu lượng vàng, không phải lấy từ trên người hội Ẩn Nguyên cùng hội Thiên đạo, làm sao có thể? Trong thiên hạ trừ hai cái tổ chức này, không có bất kỳ người nào có thể trong khoảng thời gian ngắn móc ra nhiều tiền như vậy. Mặc kệ làm ăn kiểu gì, cũng không thể ở trong vòng nửa tháng kiếm được 3 triệu lượng vàng chuyện này thật sự với lên trời còn khó hơn nhìn thấy thẩm lãng cất giọng có vẻ đùa giỡn quốc quân ninh nguyên hiến không quá cho là thật xem ra số tiền quân phí này vẫn là ông tự nghĩ biện pháp đi không thể giao tất cả mọi chuyện cũng cho thẩm lãng đi làm điệu bộ như thế sẽ không tốt với quan hệ của song phương cũng không tiện lúc quốc quân cách kinh đô còn có vài trăm dặm kết quả chuyến sang biên giới đã truyền khắp thiên hạ tiếp đó toàn bộ thiên hạ hoàn toàn thất thanh. Nhất là Kinh Đô. Tất cả mọi người bị sốc đến nổi da gà. Ngay từ đầu bất kể là quan viên hay dân chúng, đều hoàn toàn không tin. Điều này sao mà được kia chứ, hai ngàn tân quân của thẩm lãng hoàn toàn là phế vật, hơn nữa chỉ huấn luyện mấy tháng, liền luyện một chiêu mà thôi. Làm sao có thể đánh bại nước sở năm nghìn tinh nhuệ, sau đó, tin tức thắng lợi đã xác định. Tất cả mọi người lại nghĩ, có phải thẩm lãng sử dụng loại quỷ kế gì hay không để sở vương cố ý nhường bằng không coi như là nước sông đảo ngược mặt trời lặn ở hướng đông cũng không thể thắng kia mà thế nhưng tin tức truyền đến càng ngày càng xác định ngày càng chính xác hai nghìn tân quân niết bàn dưới trướng thẩm lãng này không chỉ thắng hơn nữa gần như chém giết sạch sẽ hai ngàn võ tốt tinh nhuệ nhất nước sở còn có ba nghìn trọng giáp kỵ binh tiếp đó toàn bộ người ở kinh đô cũng hoài nghi nhân sinh thẩm lãng này là thần hả lúc trước cuộc thi ân khoa văn võ, hắn sáng lập kỳ tích. Lúc này đây chuyến sang biên giới, lại sáng lập kỳ tích lớn hơn, hắn làm sao làm được vậy, đơn giản là muốn cho người ta phải nổi điên kia mà. Thêm chút lần này tất cả mọi người cho rằng, cái gọi là chuyến sang biên giới là quốc quân cố ý cắt thịt cho nước sở mà thôi, thẩm lãng cùng ninh chính chẳng qua là vật hy sinh, ngay cả chính hắn đều chưa từng nghĩ sẽ thắng. Người này quả thực không phải người. Sau đó các ngươi nói thẩm lãng có thể sinh con, ta cũng tin, mà sau khi tin tức này truyền ra, phản ứng trực tiếp nhất chính là tranh chấp đảng phái thái tử cùng tam vương tử Ninh Kỳ trong nháy mắt ngừng, cái gọi là vụ án đầu cơ trục lợi quân lương, án tham ô quân phí hoàn toàn lặng mất tâm. Trong triều đình, hai người lập tức bày ra một bộ dáng huynh hữu đệ cung. Mấy ngày sau, quốc quân Ninh Nguyên hiến chiến thắng trở về. Đại quân trùng trùng điệp điệp từ cổng chu tước tiến vào Kinh Đô, vai phong tám hướng, đây là bởi vì Ninh Nguyên hiến hạ chỉ, bất luận kẻ nào không được ra ngoài nghênh tiếp. Bằng không thái tử cùng quần thần chỉ sợ sẽ ra nghênh đón trong vòng 500 dặm. Xa miệng của quốc quân Ninh Nguyên hiến mới vừa đến cổng Chu Tước. Thái tử xuất lĩnh tất cả vang võ quần thần, quỳ xuống chỉnh tề. Cung nên bệ hạ hồi đô, tất cả mọi người cúi đầu sát đất, cùng kêu lên hô to, gần như kêu phá cuốn họng. Tuy rằng quỳ sát sẽ thấp, nhưng toàn bộ quan viên cũng hận không thể ngẩng đầu lên, ngó xem bộ dạng quốc quân giờ thế nào rồi có phải ốm yếu hay không hay vẫn tinh thần phấn chấn trong truyền thuyết cánh cửa xa miệng mở ra quốc quân chậm rãi đi ra ôi trước đó ông nhuộm tóc xám tro lúc này lại một lần nữa màu đen trở lại thừa dịp thời gian đi đường mười mấy ngày nay ông ăn nhiều để tăng cân trở lại cả người có vẻ anh tư bừng bừng phấn chấn so với ở lúc ở biên giới giống như lại trẻ ra mấy tuổi giống y hệt như lúc chưa bị bệnh một thân vương bào hoàn toàn mới, kim quan hoàn toàn mới. Nhìn qua sợ rằng ngay cả 40 tuổi cũng chưa đến tráng cực kỳ, uy phong lẫm liệt. Đều ngẩng đầu lên, ngó quả nhân kỹ hơn một chút, nên Nguyên hiến cất giọng không cao, thế nhưng sau khi thêm vào nội lực, khả năng xuyên thấu lại đầy đủ, mấy trăm thần tử ở đây đều nghe được rõ ràng. Ngẩng đầu lên đi nào. Toàn bộ quan viên cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên. Thấy được một người vị quân vương còn trẻ khỏe. Dựa vào, ai nói bệ hạ trúng gió hả, nhất định là giả bộ bệnh, bộ dáng như vậy như mà từng bị trúng gió sao? Đừng nói giỡn, bệ hạ cùng thẩm lãng lại liên thủ bảy người, lúc đầu suy nghĩ chơi khăm chính là sở vương, kết quả đều gài bẫy tất cả văn võ đại thần bọn ta. Người nào trước truyền cái tin việc này, dùng ý khó dò, từ trong ánh mắt tất cả mọi người, Ninh Nguyên hiến lại một lần nữa thấy được kính sợ. Thậm chí là run rẩy kính sợ lúc này ở trong mắt những thứ thần tử này quân vương như ninh nguyên hiến này nhất định là thần bí khó lường quá mạnh quá độc ác vì chơi khăm sở vương lại giả bộ bệnh y như thật ngay cả một chút kẻ hở cũng không có thái tử cùng tam vương tử đều không thể phát hiện đế vương tâm thuật của bệ hạ thực sự quá đáng sợ ninh nguyên hiến lại một lần nữa sảng khoái vô cùng tất cả mọi người lại một lần nữa quỳ sát ở trước mặt của ông rung lẩy bẩy lúc trước những lo lắng khi bị bệnh, từ nay về sau quét dọn sạch sẽ. Danh dự của ông lại một lần nữa về tới tột đỉnh thực sự. Từ sau khi quả nhân bị bệnh, rất nhiều liền biến nhát chuyện chính, lúc trước quả nhân bệnh không quản được các ngươi, bây giờ thân thể quả nhân hơi khá hơn một chút, thì không thể bỏ đi được. Quốc quân cất giọng trào phúng mà lại băng giá. Quần thần run rẩy. Bệ hạ ngài cũng chớ giả bộ. Ngài căn bản không bệnh, cũng là ra vẻ tiếp tục quốc quân vung tay lên tức khắc mấy trăm tên cấm quân vọt ra dựa theo danh sách lùng bắt quan viên tầm tróc nã ba mươi người phe thái tử mười lăm người phe tam vương tử mười lăm người cũng là bên trong tranh chấp đảng phái lần này có nhiều thứ vui thật cao nhất đang tam phẩm thấp nhất lục phẩm ngay sau đó đại thái giám lê chuẩn đọc lên một đường lại một nói ý chỉ nghe vào mỗi người đều tội ác ngập trời tại chỗ định tội, tại chỗ phán quyết, chém, 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 tịch biên gia sản, xoẹt xoẹt xoẹt, giơ tay chém xuống, 30 tên quan viên, đầu rơi xuống đất. Huyết khí tận trời, giúp được ở đây toàn bộ quan viên hồn phi phách tán, toàn thân run rẩy. Ninh Nguyên Hiến không có tiếp tục răng dậy. Chẳng qua là lạnh lùng nhìn những thứ thần tử này. Lúc này thắng lợi không tiếng động, khi ánh mắt của ông nhìn đăm chiêu thời gian khá lâu trên người một vị đại thần, vị đại thần này trực tiếp bất tỉnh giống như sợ đến nỗi bị động kinh vậy. Ngay sau đó, quốc quân nhìn thoáng qua thái tử cùng tam vương tử Ninh Kỳ. Thái tử, trong khoảng thời gian này con dám quốc cực khổ. Thái tử Ninh giật dập đầu nói nhi thần không dám. Phụ vương ở chuyến sang biên giới đánh bại sở vương, dương quốc uy của ta mới thật sự khổ cực. Ninh Nguyên hiến tức giọng thản nhiên lần này chuyến sang biên giới sở dĩ đại hoạch toàn thắng, tất cả đều là công lao của Ninh Chính. Lê Chuẩn tiếp chỉ, miễn đi chức thiên việt đề đốc của trương triệu sắc phong trường bình hầu ninh chính là thiên việt đề đốc phủ hầu tước trường bình tăng cường quân bị năm nghìn nghe những lời này như là sấm sét trên đất bằng chấn động toàn bộ thần tử trong lòng long trời lở đất chuyện này có ý nghĩa như thế nào ý nghĩa bệ hạ công khai để ngũ vương tử ninh chính tham gia tranh ngôi đề đốc thiên việt trương triệu cũng ở tại chỗ nghe được ý chỉ sau đó ông ta chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng cả người hoàn toàn bối rối ông ta bị cách chức, hắn đúng là từng đắc tội thẩm lãng, hơn nữa còn từng bao vây dinh của Ninh Chính tìm cớ bắt thẩm lãng. Nhưng vậy cũng là phụng mệnh mà đi. Mệnh lệnh thượng thư đài cùng su mật viện, ông ta dám không thực hiện à, quốc quân xem trương triệu một cái, người này năm nay cũng năm mươi mấy tuổi, gia đình cũng là thế gia trong quân ngũ, nhưng cho tới bây giờ cũng không có phải địa vị cao, ông nội chỉ là một võ tướng lục phẩm, cha của trương triệu đến già rồi mới lên tới ngũ phẩm. Lúc Trương Triệu 20 tuổi đã tham gia cuộc chiến Việt Sở, 30 tuổi đánh chiến tranh Ngô Việt. Chưa nói tới là danh tướng, nhưng tuyệt đối xem là dũng tướng. Người này đã từng cùng Trịnh Đà là cùng cấp, nhưng sau đó bị Trịnh Đà bỏ đi quá xa. Đương nhiên người như vậy có rất nhiều, thế nhưng ở mùa Thái Bình thì bọn họ có chút bị quên lãng. Đại khái là mấy năm trước, lúc Trương Triệu vẫn còn là một tướng quân du kích ở Quý Phủ Trấn Bắc, mà ngay lúc đó Trịnh Đà cũng đã là tướng quân Bình Tây, thống soái mấy vạn đại quân. Kỳ thực quân công hai người như nhau, hơn nữa hai người khởi đầu cũng giống nhau. Thậm chí lúc đó thi võ, thứ tự trương triệu đậu võ tiến sĩ còn phải cao hơn một chút, nhị giáp tên thứ tư. Nhưng đầu tiên bởi vì trịnh đà xuất thân từ quý tộc, thứ hai trịnh đà càng thêm biết cách luồn cuối. Hai mấy năm sau, trương triệu ngay cả một chỗ ngồi trước mặt trịnh đà cũng không có. Mà sĩ nhục nhất chính là ở sáu năm trước. Tính cách của trương triệu có hơi quái đảng, đại tướng quân trấn bắc nam cung ngạo cũng không thích trương triệu nên vị trí của ông ta ở bắc quân chẳng như ý chút nào rồi ông ta nhớ đến trịnh đà từng là võ tiến sĩ cùng bản với mình hơn nữa còn là đồng liêu trên chiến trường thậm chí còn xưng huynh gọi đệ thế là ông ta mò đến trịnh đà hy vọng được dời công việc từ phủ đại tướng quân trấn bắc tiến vào trong quân trịnh đà dù cho tăng lên một bậc cũng được trịnh đà lúc đó đặc biệt thân thiết hỏi han ân cần tự mình thiết yến khoản đãi trương triệu hoàn toàn không ra vẻ chút nào Kết quả ngày thứ hai tỉnh Triệu, sau đó Trương Triệu lại đi tìm Trịnh Đà nói chuyện chính sự, lại được báo cho biết tướng quân Trịnh Đà đã đi rồi, có công vụ khẩn cấp trong người, cần mấy tháng sau đó mới có thể trở về, đồng thời tên đầy tớ còn đưa cho Trương Triệu 100 lượng vàng. Vô cùng nhục nhã. Trịnh Đà nhà ngươi đuổi ta như là ăn xin sao, Trương Triệu tính cách quái đảng, làm sao chịu được sỉ nhục lớn như vậy, thế là ông ta rút kinh nghiệm xương máu, cắn răng một cái trực tiếp đầu phục thái tử. Thế lực dưới trướng thái tử khổng lồ, nhưng đều là quan văn, đỉnh cấp võ tướng dưới trướng cũng chỉ có mỗi bình nam đại tướng quân chút. Nhưng dù cho như thế, dù cho một du kích tướng quân đầu nhập vào, thái tử cũng không có quá để vào mắt. Nhưng sau đó ở một một sự kiện, Trương Triệu Mạo hiểm đắc tội đại tướng quân trấn Bắc Nam Cung Ngạo, giúp đỡ thái tử là một việc lớn. Sau đó, ông ta cũng quả thực chọc giận tới Nam Cung Ngạo, trực tiếp bị trục xuất khỏi phủ đại tướng quân trấn Bắc. Thế nhưng chỉ hai tháng sau liền lên lon sự thực chứng minh, chỉ cần sau lưng có thế dựa dẫm, tất cả nghiêm phạt đều là phù vân. Ông ta nhanh chóng được phối hợp với Trúc Nhung hành tỉnh Thiên Nam đảm nhiệm tham tướng. Hai năm sau đó, ông ta lại một lần nữa được tấn chức. Ba năm trước đây chính thức bị phối hợp vào Kinh Đô, đảm nhiệm đề đốc thiên Việt, chấp trưởng toàn bộ quyền hành phòng vệ Kinh Đô, quân đội dưới quyền hai vạn. Tuy rằng cùng trịnh đà so sánh với vẫn kém một chút, nhưng cơ hồ cũng ngang hàng. Thành thiên Việt là Kinh Đô, đây có thể nói là đệ nhất đề đốc Việt quốc. Mà đến khi Trương Triệu chấp trưởng đề đốc Thiên Việt Phủ, Trịnh Đà tự mình đến đây tiếp, đồng thời đưa lên lễ vật nhiều cực kỳ, luôn mồm xưng Trương Triệu Huynh, thậm chí bày ra điệu bộ đặc biệt khiêm tốn. Ngay lúc đó Trương Triệu cảm thấy sảng khoái cực kỳ, nửa đời người chịu kìm nén đều toàn bộ được giải thoát. Cho nên từ nay về sau, ông ta càng thêm bán mạng theo lệnh Thái tử. Thái tử bảo ông ta làm gì thì làm nấy, thậm chí xuất binh bao vây phủ dinh thự ninh chính, muốn bắt thẩm lãng đi ngăn cách, ông ta cũng làm theo không sai tí nào. Quốc quân đã có một đoạn thời gian nhịn ông ta, nhưng lại cảm thấy người này chẳng qua là cực đoan một chút, cũng không có lòng bất trung. Cộng thêm thiên việt trung đô đốc là do Ninh Kỳ tự mình đảm nhiệm, như vậy đề đốc do người của thái tử đảm nhiệm cũng là có thể, vừa lúc có thể cân đối. Dù sao quyền hành phòng ngự chấp trưởng kinh đô còn có cấm quân đại thống lĩnh, đây là lực lượng tuyệt đối chính thống của quốc quân. Hôm nay nếu Ninh Chính lên, vậy Trương Triệu có thể cút qua một bên trước. Lúc này Trương Triệu chỉ cảm thấy khắp cả người lạnh lẽo. Ta phải xong đời à, thật vất vả bò đến bây giờ vị trí này, bây giờ phải đánh vào bụi bà ma. Lại muốn bị người dẫm lên chế nhạo à, tức khắc, ông ta không khỏi nhìn sang Thái tử Ninh giật muốn đối phương mở miệng tương trợ. Mà Thái tử cùng Tam Vương tử Ninh kỳ quỳ rạp dưới đất vẫn không nhúc nhích. Thái tử lúc này có hơi sức đâu mà lo lắng Trương Triệu hả, hai người bọn họ bị chấn động mới là lớn nhất ninh chính lại thực sự trổ hết tài năng phụ vương thực sự để gã công nhiên tranh ngôi điều này sao mà được kia chứ mà thần tử ở nơi đó cũng không thể tin được lỗ tai của mình bệ hạ ngài đây là chán trong triều còn chưa đủ loạn à thái tử cùng tam vương tử tranh chấp đảng phái đã dấy lên sóng to gió lớn bây giờ ngài lại để ngũ vương tử ninh chính cũng gia nhập cái trò chơi này bệ hạ đây bị điên thật sao ninh chính điện hạ không phải mang điềm xấu à chưa kể gã vừa thấp vừa đen, trên mặt có cái bớt cổ quái. Bị cà lâm nói không sung sẻ, Việt quốc của ta không thể xuất hiện một vị đại vương ngay cả nói cũng chẳng lưu loát đấy chứ. Người như vậy cũng có thể tranh ngôi, chắc chắn lại là thẩm lãng giật dây đi. Tên tiểu súc sinh này toàn làm chuyện xấu, xem đại sự nước Việt như trò đùa à, bệ hạ ngài quá dung túng thẩm lãng. Nhưng tất cả mọi người chỉ dám ở trong lòng thấy sai. Lúc này quốc quân Ninh Nguyên hiến đại thắng trở về, vi phong lẫm lẫm, trường kiếm chỉ ra chung quanh, không đối thủ chút nào. Nếu ai dám đứng ra phản đối, vậy chẳng phải là muốn dùng cái cổ nếm thử một chút đồ đao của quốc quân có sắc bén hay không à, nhưng đại sự tranh ngôi có cây gậy khoái phân thẩm lãng, từ đó về sau trong nước không còn ngày yên ổn nữa. Đi thôi, hồi cung, Ninh Nguyên hiến ra lệnh một tiếng, trùng trùng điệp điệp trở về hoàng cung, mà thẩm lãng cũng khẩn cấp về đến nhà, hắn đã sắp xỉ một tháng không có ôm con gái cưng của mình rồi. Ngày kế, thẩm lãng cùng thiếp thị kim băng nhi ôm con gái thẩm mật tiến vào bên trong vương cung quốc quân ôm một khách đồng hồ xung phi ôm một khách đồng hồ biện phi ôm ba canh giờ cuối cùng cơm tối thậm chí cũng là ở trong cung biện phi ăn đến khi trời gần tối mịt băng nhi mới ôm thẩm mật về nhà lúc này tất cả mọi người nhìn rõ ràng lúc trước bệ hạ cùng thẩm lãng thật sự là diễn trò loại ân sủng này quá mức đây cũng không phải con của Kim Mộc Lan sinh ra, chẳng qua là chính là con gái của một thiếp thị sinh ra mà thôi, còn có phần như thế à, quốc quân trước sau có mười mấy đứa con, tự tay ôm lấy, chỉ sợ không đến một nửa đi. Bây giờ lại chính tay ôm một đứa bé con của tiểu thiếp, quá mức lắm rồi. Thẩm lãng một tay ôm con, một tay lật xem danh sách. Băng Nhi vẫn còn kiểm kê quà cáp nhận được, tiếp đó cái miệng nhỏ nhắn nói liếu ríu liên tục. Biện phi nương nương thật sự là quá tốt, không có ra vẻ chút nào, tiện thiếp thấy người cũng như thấy mẫu thân vậy. Thẩm lãng cười nói nếu nói như nàng, cẩn thận nhạc mẫu của ta tức giận đấy. Nhạc mẫu tô bội bội cũng hoàn toàn xem băng nhi như con gái như thế, lần trước tô kiếm định tiến công phủ bá tước huyền vũ, bắt băng nhi làm con tin, tô bội bội lập tức liền thỏa hiệp, đồng thời cầm dao ra phong mật tính làm giả, sợ cho tô kiếm định xuất thủ làm băng nhi bị thương. Băng nhi tức khắc le cái lưỡi nhỏ một cái. Nàng đương nhiên biết phu nhân tô bội bội với nàng vô cùng tốt, nhưng phu nhân tùy tiện, ngay cả tiểu thư đều chăm sóc qua loa. Hôm nay biện phi quả thật làm cho băng nhi mở rộng tầm mắt. Mặc dù bà chưa từng sinh con, nhưng thực sự cái gì cũng biết. Làm sao ôm, làm sao dỗ, làm sao thay tả vân vân. Làm còn thành thạo hơn so với băng nhi nữa. Hơn nữa khi ôm bé con tới tay, quả thực một phút đồng hồ còn không nở buông ra cuối cùng lúc băng nhi sắp đi trong mắt biện phi có vẻ không muốn bỏ quả thực để cho người ta lộ vẻ xúc động để cho người ta cảm thấy bà không còn là một vương phi cao cao tại thượng mà là một người đàn bà đáng thương khát vọng làm mẹ vô cùng bé cưng thẩm mật đã hơn ba tháng lúc này hoàn toàn nảy nở rõ ràng đẹp kinh người hoàn toàn giống như búp bê sứ tinh xảo vô song nhất là đôi mắt to vừa đen vừa sáng thực sự như là đá mã não vậy hơn nữa cô bé cũng không thích kêu la không thích khóc không thích cười cũng không thích gọi qua qua nhưng lại cực kỳ lanh lợi bởi vì cô bé tràn đầy tò mò tuyệt đối với mọi thứ bên ngoài nhìn thấy một đồ vật mới mẻ đôi mắt to liền nhìn chằm chằm không nháy mắt nếu như ai đó ngăn trở cô bé sẽ nghiêng đầu nhìn nếu như quay sang hướng khác cô bé liền xoay thân thể sang nhìn mặc dù cô bé còn chưa biết nói thế nhưng ánh mắt như biết nói quả thực đáng yêu tới cực điểm bất luận ai ôm vào đều yêu thích không nỡ buông tay lúc biện phi ôm bé con thẩm mật đã nói đây quả thực là một tiểu công chúa hoặc bác cùng điềm tĩnh cùng tồn tại căn bản không như là mẹ ruột con bé cứ ríu ra ríu rít băng nhi nghe nói như thế quả thực vui mừng nàng chỉ hy vọng nhìn thấy con gái khác nàng hoàn toàn về đến nhà sau đó nàng liền luôn miệng nói con gái cưng nhà mình đời trước nhất định là công chúa nó chẳng qua là mượn bụng của thiếp ra đời thì thực một chút đều không giống thiếp thẩm lãng nghe nói như thế hoàn toàn hết chỗ nói rồi cái bộ dạng mong con gái thành phượng hoàng đến cỡ này tiểu băng cũng độc nhất vô nhị vì để cho con gái có thân phận cao quý chính nàng hận không thể cùng con gái cưng cắt đứt quan hệ mẹ con thật giống như nàng cái này thân phận của mẫu thân đặc biệt nhận không ra người vậy rõ ràng đáng thương mẫu tâm ai đáng tiếc ninh chính điện hạ không có con bằng không điện hạ sinh một đứa con trai Cùng con bé nhà chúng ta chính là Thanh Mai Trúc Mã, trời đất tạo nên một đôi. Băng Nhi bỗng nhiên nói. Thẩm lãng nói Ninh Chính ngoại hình không hấp dẫn như vậy, nàng không sợ sinh ra con trai xấu sao. Băng Nhi nói kỳ thực con trai có xấu một chút cũng không sao, nhưng con trai lớn lên giống mẹ, con trai Ninh Chính điện hạ chưa chắc xấu đâu. Nơi này chính là phủ hầu tước trường bình của Ninh Chính, cặp nam nữ thẩm lãng cùng Băng Nhi luôn miệng nói người ta xấu. Dĩ nhiên đừng nói ninh chính không có nghe thấy, dù cho gã nghe được cũng chẳng qua là cười cười ngượng ngùng mà thôi. Ngay cả trắc thị đôi khi cũng gọi đùa gã là xú lan, gã cũng không để ý chút nào. Người này cực kỳ kiên nghị, thế nhưng cũng độ lượng thật lớn. Cô gia, ngài đang nhìn cái gì vậy? Băng Nhi nói cuốn quyết si mê, ánh mắt trở nên quyến rũ. Giống như đang nhắc nhở, sắc trời không còn sớm nên nghỉ ngơi thẩm lãng đương nhiên đang nhìn danh sách người có huyết mạch trống rỗng. Lần trước, hắn tìm được hơn 2.300 kẻ có huyết mạch số không ở ven Kinh Đô. Lần này sẽ phải tìm trong phạm vi toàn bộ Việt Quốc. Chuyện này hắn giao cho hai cái tổ chức đi làm, một hội thiên đạo, còn có một tổ chức chính là tình báo hắc kính ti của Phủ Hầu Tước Trường Bình. Tất cả thành viên nòng cốt hắc kính ti này hiện nay toàn bộ đến từ những võ sĩ dưới trướng của khổ đầu hoang đám người kia mỗi một người đều là khổ đầu hoang tỉ mỉ chọn lựa ra, mỗi một người đều là giặc cướp, có lý tưởng. Đặc biệt thích hợp làm công tác tình báo. Dĩ nhiên, bây giờ cái tổ chức này vẫn chỉ là ở hình thức ban đầu mà thôi. Đến tận bây giờ, người phụ trách tối cao của Hắc Kính Ti là Thẩm Lãng. Hắn cũng không có yêu cầu lực lượng nồng cốt Hắc Kính Ti cùng khổ đầu hoang tiến hành cắt đứt, cuối cùng quan hệ giữa bọn họ quá mật thiết. Thế nhưng, Khổ đầu hoang ngược lại chủ động cắt đứt cùng với bọn họ Mấu chốt là hai người thẩm lãng cùng khổ đầu hoang đều không có tư tâm Càng thêm không có bất kỳ ý đồ hại người nhà Ngay cả suy nghĩ mưu quyền cũng không có Ở trong cả nước Việt Công việc tìm kiếm người có huyết mạch trống rỗng đã kéo dài hơn 4 tháng Hội thiên đạo phái ra hơn 100 người hắc kính ti của thẩm lãng phái ra hơn 100 người Đám người có huyết mạch trống rỗng này đều có dấu hiệu đặc trưng rõ ràng Không chỉ là đặc trưng tinh thần hơn nữa còn có màu da đặc trưng, đặc trưng đồng tử vân vân. Đi qua 3 tầng sàng lọc ra xét, sau đó trên cơ bản liền 89 phần 10. Bây giờ bước đầu đã có danh sách. Kết quả người có huyết mạch trống rỗng trưởng thành còn ít hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của thẩm lãng kinh đô cùng với huyện thành xung quanh, tổng cộng có 3 triệu dân, ấy thế mà thẩm lãng tìm được hơn 2.300 người có huyết mạch trống rỗng. Mà ba hành tỉnh và một châu tự trị của Việt quốc, cộng thêm một khu trực thuộc Kinh Đô có tổng cộng 19 triệu nhân khẩu. Nếu dựa theo con số thống kê này có thể tìm được 8, 9 nhà người có huyết mạch trống rỗng. Thế nhưng thẩm lãng suy đoán, vật tư Kinh Đô phong phú hơn, mức độ sinh hoạt càng cao, cho nên người có huyết mạch trống rỗng có tỷ số sống sót cao hơn một chút. Mà ở vùng sâu vùng xa, cuộc sống gian khổ, tỷ lệ sống sót của người có huyết mạch đặc biệt sẽ thấp hơn một chút. Mà xa xôi khu vực, sinh hoạt gian khổ, người có huyết mạch trống rỗng sống sót tỷ số sẽ phải thấp một chút. Nói trực tiếp hơn một chút, ví như thẩm lãng trước khi xuyên qua, đổi thành gia đình khác đã sớm chết đói, hoặc là ném tới trong hốc núi tự sinh tự diệt. Cũng chính là cha mẹ cùng em trai bảo hộ, nung chiều hắn, mới nuôi thằng ngu này lớn như vậy. Lúc đầu thẩm lãng cũng cho rằng thân thể của chính bản tôn của hắn cũng là người có huyết mạch trống rỗng. Sau đó trải qua tìm hiểu tường tận, hắn phát hiện huyết mạch bản tôn có thể càng thêm ly kỳ một chút người có huyết mạch trống rỗng cũng không phải kẻ đần độn, chẳng qua là tự kỷ, rối loạn tâm thần, bọn họ nhạy cảm mà lại tập trung cao độ. Mà bản tôn của thẩm lãng trước khi xuyên qua, trên cơ bản chính là một thằng ngu ngốc. Trở lại chuyện chính. Trải qua thống kê bước đầu, đi qua bước đầu công tác thống kê, trừ khu vực Kinh Đô ra, số lượng toàn bộ người có huyết mạch trống rỗng của cả Việt quốc, lại chỉ có chính là 3.700 người. So với trong tưởng tượng của thẩm lãng còn thấp hơn một nửa nguyên bản chắc chắn có nhiều hơn thế chắc chắn đều bị vứt bỏ đều chết hết hơn nữa dù cho những người may mắn còn sống sót này có điều kiện sinh tồn cũng so với trong tưởng tượng thẩm lãng còn ác liệt hơn rất nhiều nhất định phải trong thời gian ngắn nhất cứu hết tất cả bọn họ sau đó đưa đến kinh đô cải biến vận mạng của bọn họ để cho bọn họ lột xác biến thành nhánh quân niết bàn thứ hai biến thành bộ đội đặc chủng và cung thủ đỉnh cấp có sức chiến đấu càng thêm kinh người Cô gia, nên đi ngủ rồi." Băng Nhi gắt giọng. Thẩm Lãng quay đầu nhìn sang, kết quả phát hiện trên người Băng Nhi chỉ còn lại một cái cái yếm nhỏ xíu. Thân thể mềm mại trắng nõn hấp dẫn như là tuyết vậy. Thẩm Lãng kinh ngạc, tuy đang nấu địa long, nhưng vẫn là tháng 2, thời tiết vẫn rất lạnh. Có khả năng là bài thuốc tăng cường nhiệt lượng cơ thể có thành phần chính từ dung đất. Địa Long, Băng Nhi à, nàng không lạnh sao? Cô bé thấy bộ dạng này của mẹ không khỏi mở to mắt đầy ngạc nhiên hết ngó sang cha rồi lại quay sang mẹ đây là ý gì hả bé ngoan nhanh ngủ đi nào băng nhi đưa bầu vú căng tròn cho con tiếp đó nỗ lực dụ con đi ngủ cục cưng cục cưng ngà phải ngoan ngoan đi ngủ nào đừng để lỡ chuyện tốt của mẹ nha mà ngay tại lúc này bên ngoài truyền đến giọng công chúa ninh diễm băng lẳng lơ ngày hôm nay đến phiên ta tệ thật bây giờ ninh diễm ngay cả biệt hiệu băng nhi đều biết là trác thị nói mà trác thị là từ băng nhi ở đây nghe được xem ra giữa các cô gái không có bí mật tức khắc khuôn mặt tiếu lệ của băng nhi khóc không ra nước mắt tại nhóc con này hết tại con không chịu đi ngủ sớm bằng không cha con đã bị mẹ dụ vào trong chăn không đến phiên con mụ mông to đó bé cưng thẩm mật ra sức bú tốc độ hoàn toàn quên mình những ngày kế tiếp nên chính quả thực phải bận rộn đến phát điên rồi gã chính thức đi nhậm chức đảm nhiệm đề đốc thiên việt lan phong tử khổ đầu hoang tân quân niết bàn mười anh em họ lan đều cùng nhau đi theo thẩm lãng cũng không giải thích được trở thành trưởng sử phủ đề đốc nhưng mà hắn căn bản chưa từng đi phủ đề đốc một bước toàn bộ vụn vặt chuyện vụ toàn bộ không nên tìm ta thẩm lãng ta đây chỉ hưởng thụ quyền lợi không thực hiện nghĩa vụ mà Ninh Chính cũng bắt đầu cuộc đời quân chính gian nan. Trước kia, cả chẳng bao giờ phải đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào, lập tức liền tấn chức đến thành phủ đề đốc thiên Việt, phải chấp trưởng phòng ngự, trị an toàn bộ kinh đô vân vân quả thực được xưng là sức đầu mẻ tráng. Cộng thêm người của Tam Vương Tử và Thái Tử không có khả năng phối hợp gã, thậm chí còn gây trở ngại, gây khó dễ. Thẩm lãng thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng, trong khoảng thời gian này trị an kinh đô vô cùng hiển nhiên trở nên kém, trật tự cũng rối loạn rất nhiều. Thế nhưng hắn không có xuất thủ giúp một tay, quốc quân cũng không có xuất thủ giúp một tay. Chuyện này cần phải tự làm. Ninh chính cũng không có tới kể khổ nửa câu, chính là mỗi ngày ăn ở ngủ đều ở bên trong phủ đề đốc. Từ sáng đến tối chỉ ngủ hai canh giờ. Còn lại một nửa thời gian, đi khắp kinh đô mỗi một nơi điều tra cẩn thận. Đi kiểm tra mỗi một cửa thành, mỗi một nhà kho, mỗi một nhánh quân đội, bởi vì không có điều tra thì không có quyền lên tiếng không cần phải nói đơn thuần chỉ việc chuyên cần chính sự thì ninh chính so với quốc quân sẽ phải tốt hơn rất nhiều quốc quân giống như thẩm lãng có thể làm biến thì làm biến hoàn toàn dựa vào thông minh chấp chính có chứa tính đầu cơ nhất định thế nhưng trị nước lớn như nấu cá nhỏ từ xưa đến giờ không thể dựa vào thông minh bởi vì người thông minh không muốn làm đến nơi đến chốn rất thích đi đường tắt xem Ninh Nguyên Hiến mấy năm nay phá sản lợi hại cỡ nào, quốc khố giờ đây sắp chỉ còn chuột chạy. Quả nhân nghèo như vậy à, quốc quân cầm toàn bộ phần tấu chương trước mắt xem hết lần này đến lần khác. Năm ngoái thu thuế, trên cơ bản đã sớm xài hết rồi. Thuế xuân còn mấy tháng nữa mới nhận được. Xuân thuế còn tốt hơn mấy tháng mới có thể nhận mà. Dĩ nhiên, quốc khố bây giờ vẫn có một ít tiền. Thế nhưng số tiền này cũng làm nón đội, một xu cũng không thể động. Số tiền này cần dùng cấp bổng lộc cho quan viên, phát quân lương vân vân. Dù cho như thế, vẫn có thiếu hụt. Năm ngoái hướng hội ẩn nguyên mượn hơn 200 vạn lượng vàng, sau đó lại vẫn thiếu hụt 160 vạn. Năm nay càng thậm tệ, vừa mới vừa qua khỏi 2 tháng mà thôi, căn cứ hộ bộ tính toán, tiền thuế hai mùa xuân thu cũng chẳng khác với năm ngoái vẫn thêm hụt vượt qua 200 vạn lượng vàng trở lên. Nhưng năm nay làm sao có thể không tai không biến, mấy tháng tiếp theo có thể sẽ bùng nổ hai trận chiến tranh quy mô lớn. Phía nam một trận, phương tây một trận. Hơn nữa còn là đại chiến quyết định vận mạng Việt quốc. Tân chính, tân chính, trong đầu Ninh Nguyên Hiến không ngừng hiện ra cái từ này. Vì sao phải thực hiện tân chính, không cũng là bởi vì quốc khố thiếu hụt à? Bên trong Việt quốc, mấy chục gia quý tộc lâu đời, tất cả lớn nhỏ đều có đất phong cùng tư quân. Không chỉ có như thế, những thứ quý tộc lâu đời này còn kinh doanh muối, sắt. Nếu như tân chính phổ biến hoàn toàn, thu hồi tất cả đất phong, xóa toàn bộ tư quân, thu hồi toàn bộ khoáng sản của đám quý tộc lâu đời này về lại vương quốc. Chuyện thứ nhất này, không biết có thể thêm bao nhiêu đất cày, có thể thêm bao nhiêu con dân phải nộp thuế. Sau đó thi hành chính sách độc quyền buôn bán muối, sắt, đây cũng là tài nguyên rất lớn. Cho đến lúc này, nan đề quốc khố thiếu hụt giải quyết dễ dàng, thuế má hàng năm chí ít gấp bội. Tân chính tuyệt đối là kế sách nước giàu binh mạnh. Đáng tiếc, bây giờ căn bản không phải thời cơ phổ biến. Đại chiến sắp bạo phát. Rất có thể là cuộc chiến nghiêng nước. Lúc này quốc nội yên ổn trên hết. Sau khi Tô Nang hủy diệt, sau đó nhìn sang đám quý tộc uy tín lâu năm hiện giờ. Gia tộc họ sung, có thể động sao, không thể, gia tộc họ tiết, có thể động được à, cũng không thể, gia tộc họ Kim Huyền Vũ Hầu, có thể động được à, cũng không thể, nghĩ tới đây, quốc quân tức khắc đau đầu vô cùng. Ông đã bị hội chứng Bắc Kinh Sân, thời gian đã không còn nhiều lắm. Hiện nay nhiệm vụ thiết yếu của ông đã không phải là tân chính, mà là đánh bại vua căng. Nếu như ở đại chiến phía Nam kế tiếp, Việt quốc có thể đánh bại vua căng, hoàn toàn triệt để giải quyết loạn nước Nam ẩu Như vậy cuộc chiến nghiêng nứa giữa nước Việt cùng nước sở cũng sẽ không bạo phát còn dư lại trong vòng mấy năm nhiệm vụ đầu tiên của ninh nguyên hiến là tiêu diệt vua căng như thế việt quốc mới có thể yên ổn mà nhiệm vụ chính thứ hai là nâng đỡ tân vương thượng vị đỡ lên ngựa tiễn đoạn đường để chính quyền việt quốc bình ổn chuyển tiếp chuyện này sẽ rất khó phải có tranh ngôi để người thừa kế trổ hết tài năng thế nhưng tranh ngôi lại không thể tăng lên đến tranh chấp đảng phái càng không thể bạo phát nội chiến thái tử dựa lưng vào họ chút Tam vương tử dựa lưng vào họ xung cùng họ tiết, ngũ vương tử dựa lưng vào thẩm lãng cùng tân quân niết bàn. Mặc kệ để người nào nối ngôi, đều phải tiêu diệt hai người kia. Nghĩ tới đây, đầu quốc quân càng thêm đau như búa bổ. Thế nhưng việc cấp bách, chính là tiêu diệt vua căng. Trấn Bắc Đại tướng quân Nam Cung Ngạo đã tập kết hoàn tất 5 vạn đại quân, 3 vạn đại quân của Phủ Đô Đốc Thiên Việt Gia đã tập kết hoàn tất. 8 vạn đại quân chỉ cần một ý chỉ ninh nguyên hiến là có thể xuôi Nam, đi đến chiến trường nước Nam Ẩu, sau khi cùng đại quân Trúc Lâm tụ họp, có chừng 13 vạn đại quân. Mà sau khi vua căng một khi thống nhất tộc Sa man chí ít sẽ có 10 vạn đại quân. 13 vạn với 10 vạn, muốn hoàn toàn đánh bại có thể rất khó. Nhưng bảo vệ cho phòng tuyến nước Nam Ẩu, chắc hẳn là có thể. Chỉ cần cục diện nước Nam Ẩu không tan vỡ, kế tiếp Ninh Nguyên Hiến có thể sẽ điều lực lượng, liên tục không ngừng thêm binh nước Nam Ẩu lúc này khương quốc đã là minh hữu của việt quốc để nó nghỉ ngơi lấy lại sức cái một năm khương quốc cũng sẽ có mấy vạn đại quân đến lúc đó vây thế gọng kìm bao vây vua căng phần thắng cũng còn rất lớn nghĩ tới đây quốc quân lại một lần nữa cảm kích với thẩm lãng không ngớt rõ ràng nhờ có thẩm lãng bằng không bây giờ tô nang cùng khương quốc đã hợp lại hai là một toàn bộ tây cảnh việt quốc có thể khó còn giữ được có khương quốc ở đây chí ít toàn bộ vương quốc tây nam tuyệt đối vững chắc nữ vương khương quốc arunana có thể đang sinh con hay đã sinh rồi cũng không chừng bất kể là con trai hay con gái ngai vàng của khương quốc đã có người thừa kế đây đối với việt quốc mà nói đều là chuyện tốt một tháng trước việt vương ninh nguyên hiến đã phái ra một sứ đoàn quy mô lớn đi khương quốc đưa đi vú em nữ đại phu bà đỡ còn có rất nhiều dược liệu thậm chí còn đưa rất nhiều đồ chơi cho con của Arunana, ngay cả thầy dạy học cũng phái đến mười mấy người. Vì duy trì quan hệ minh hữu cùng Khương quốc, Ninh Nguyên hiến rõ ràng dốc hết toàn bộ. Hơn nữa đến tận bây giờ, chỉ có nỗ lực, không có bất kỳ hành vi đòi lấy điều gì. Không chỉ có như thế, ông còn chuyên hạ một phần chiếu thư. Phàm là con dân nước Việt lúc trước bị bắt đi nước, nếu sẵn lòng về nhà thì có thể về. Nếu như không muốn trở về thì có thể ở nước Khương An cư lạc nghiệp. Hơn nữa những người này một khi trở lại Việt quốc, có thể tiếp tục hưởng thụ đãi ngộ của con dân Việt quốc. Cái này thì tương đương với hai quốc tịch. Đại tráng đã rời khỏi kinh đô sao? Ninh Nguyên hiến bèn hỏi. Lê Chuẩn nói đại tráng chưa về kinh đô, sau khi hắn theo chúng ta đến quận Lan đã xuôi nam về Khương quốc, có thể kịp chờ nữ vương Khương quốc sinh nở. Ninh Nguyên hiến gật đầu thế hệ nữ vương khương quốc này rõ ràng một dị số hoàn toàn không có xảo quyệt phụ tổ vừa nhân nghĩa vừa cá tính nhưng nàng lại ngồi vững vương vị hơn nữa ở uy vọng của nàng ở khương quốc cao dọa người chí ít danh tiếng so với việt vương như ông thì tốt hơn nhiều thậm chí còn có vẻ là thánh nữ vương đương nhiên phương diện này cũng có công lao của ninh nguyên hiến chính là bởi vì việt quốc bất kể giá nào trợ giúp khiến cho cuộc sống dân chúng khương quốc so với trước kia dễ chịu rất nhiều cho nên càng thêm mang ơn nữ vương hơn trước lê chuẩn bỗng nhiên nói bệ hạ nữ vương khương quốc đã từng viết một phần mật thư cho thẩm lãng nói khương quốc có một số vàng lớn ngụ ý muốn cho chúng ta mượn đây là chỗ ninh nguyên hiến cảm khái trước vua khương tham lam ích kỷ vô cùng như là con sói đói vĩnh viễn chẳng thấy no nếu như ngươi dâng đồ cho ông ta chẳng những ông ta không hề cảm kích ngược lại sẽ càng cảm thấy có thể lấn lướt rồi càng đe dọa nhiều thứ hơn từ ngươi mà vị nữ vương Khương quốc này, thu của Việt quốc quá nhiều thứ nên đâm ngại, thậm chí muốn giao vàng trong cung vua Khương cho Ninh Nguyên hiến mượn. Ninh Nguyên hiến đương nhiên biết số lượng nhóm vàng kia kinh người đến cỡ nào, là vua Khương gan cướp bóc mấy thập niên mà chiếm lấy được. Không, tuyệt đối không thể nhân. Ninh Nguyên hiến nói giá trị của Khương quốc với chiến lược của chúng ta vượt qua xa mấy triệu vàng, chúng ta cùng Khương quốc mặc dù là minh hữu, nhưng đôi bên quan hệ vẫn chưa đạt tới mức độ vô cùng vững chắc, nếu như nhận số tiền này sẽ bị người khác xem nhẹ, chúng ta dù cho khó khăn đi nữa, cũng không thể hướng Khương Quốc mượn vàng. Tiếp tục, Ninh Nguyên Hiến nói thư bá đảo hội ẩn nguyên tới chưa, còn chưa tới, Ninh Nguyên Hiến lại muốn lại một lần nữa hướng hội ẩn nguyên mượn tiền. Lần trước mượn tiền thất bại, hội ẩn nguyên đòi trao đổi bí quyết chế tạo gương thủy tinh, Ninh Nguyên Hiến cự tuyệt. Nhưng lần trước Ninh Nguyên Hiến bị bệnh, nhìn qua đặc biệt yếu ớt, hơn nữa danh tiếng ở trong ngoài nước đều rất thấp, lần này không giống như vậy ông ta vừa đại thắng vô sở ở chuyến sang biên giới hơn nữa không hề có vẻ bệnh hoạn mà còn trẻ tuổi anh khí cộng thêm ông mới vừa để ninh chính thượng vị hội ẩn nguyên ủng hộ thái tử ninh dực bây giờ cần phải khẩn trương vô cùng sẽ cố gắng nghĩ biện pháp định bợ ninh nguyên hiến cho nên quốc quân lại một lần nữa triệu kiến thư bá đảo nói mượn tiền sự việc ông cảm thấy lúc này đây mượn tiền sẽ phải đặc biệt thuận lợi hội ẩn nguyên cũng không dám nắc tội ông nhưng mà ông đã đợi được nửa canh giờ rồi trưởng lão hội ẩn nguyên thư bá đảo còn chưa tới lần này nhất định phải cần đến tiền tám vạn đại quân của ninh nguyên hiến đã tập kết hoàn tất chỉ cần quân phí vừa đến lập tức là có thể xuôi nam tên đã trên dây không phát không được đại quân chỉ cần chậm một ngày tiến vào nước nam ẩu cục diện sẽ thêm một phần nguy hiểm cho nên lúc này đây mượn tiền Ninh Nguyên hiến nhất định phải được. Lại qua một khắc đồng hồ, thư bá đảo cuối cùng thông dong tới chậm. Lão Hủ tham kiến bệ hạ, thư bá đảo lại một lần nữa run rẩy quỳ xuống hành lễ. Lần này Ninh Nguyên hiến cũng không có nâng, mà là tiện tay đỡ một cái. Quốc quân nói lần này cho đòi thư trưởng lão đến đây, vẫn là vì mượn tiền, quả nhân lấy thuế muối mượn nợ, muốn mượn quý hội 4 triệu lượng, lúc trước vẫn 3 triệu rưỡi lượng vàng, lần này biến thành 4 triệu khẩu vị càng lúc càng lớn. Thư bá đảo trầm ngâm không nói. Quốc quân cao mày, đây là ý gì? Quả nhân muốn ở thắng sở vương, quay phong tám hướng, hơn nữa nhìn xem hoàn toàn không có bệnh, còn có thể tại vị thêm cả 30 năm, ngươi lại vẫn bất kiền thúy đáp ứng, Ninh nguyên hiến lúc này cùng hội ẩn nguyên, hoàn toàn là ma côn đánh cho sói hai đầu sợ hãi. Ninh Nguyên hiến muốn cầu cạnh hội ẩn nguyên, cần vay tiền. Thế nhưng hội ẩn nguyên làm sao không e về Ninh Nguyên hiến kia chứ? cuối cùng hội ẩn nguyên chính là phải làm ăn ở trong việt quốc nhưng mà vào lúc này ninh nguyên hiến nhà ngươi muốn hoàn toàn cùng hội ẩn nguyên xé rách da mặt cái này cũng rất khó bởi vì món nợ mà ông thiếu hội ẩn nguyên đã đếm không hết chí ít thời điểm ông còn tại vị là chưa kết thúc thư bá đảo không mở miệng quốc quân trong lòng vô cùng lo lắng phẫn nộ hội ẩn nguyên nhà ngươi có ý gì chẳng lẽ là muốn hoàn toàn đắc tội quả nhân ngà ước chừng một lúc lâu thư bá đảo nói bệ hạ số tiền này hội ẩn nguyên có thể mượn tiền xin bệ hạ phái thái tử điện hạ cùng bị hội hiệp đàm rõ ràng sự vụ đồng thời ký hợp đồng là được nghe những lời này ninh nguyên hiến nổi giận trong nháy mắt mặt ông đỏ ửng gần như không thể tin được lỗ tai của mình hội ẩn nguyên nhà ngươi đây là ý gì để thái tử đứng ra mượn thay à đây là muốn can thiệp nội chính việc quốc cà đây là muốn can thiệp gia sự quả nhân ngà, số tiền này Ninh Nguyên hiến ta đây mượn không ra được, thế nhưng thái tử Ninh Dực nhưng có thể mượn được, cái này chẳng phải là nói ở trong lòng hội ẩn nguyên nhà ngươi, phân lượng quả nhân còn không bằng thái tử Ninh Dực, chuyện này do ngươi là muốn cùng ta hoàn toàn xé rách da mặt à, đây là ý kiến thái tử, hay là ý kiến của hội ẩn nguyên nhà ngươi nhà ngươi, Ninh Nguyên hiến nói. Bằng giọng lạnh lẽo thư trưởng lão, quả nhân quả thực không có nghe nhầm sao, hội ẩn nguyên trưởng lão thư bá đảo chậm rãi nói bệ hạ không có nghe lầm, số tiền này hội ẩn nguyên có thể cho mượn, bệ hạ phái thái tử hiệp đàm ký hợp đồng là được. Ha 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 ha, Ninh Nguyên hiến giận giữ phản tiếu nói thư bá đảo, chẳng lẽ ngươi cho là không có hội ẩn nguyên nhà ngươi, quả nhân liền lấy không ta được số tiền này à? Chẳng lẽ ngươi cho là quả nhân liền không thể rời bỏ hội ẩn nguyên nhà ngươi à? Hội ẩn nguyên thư bá đảo dập đầu nói lão hủ không dám. Thế nhưng trong lòng ông ta nhưng cũng đang cười lạnh. Ninh Nguyên hiến bệ hạ, ngài đã thiếu chúng ta bao nhiêu tiền. Trong lòng ngài không đếm xỉa, chúng ta cũng rõ ràng. Hơn nữa quân vương phá sản như ngài, quốc khố thiếu hụt đến mức nào, hội ẩn nguyên ta đây cũng rõ ràng. Bây giờ ngươi tám vạn đại quân đã tập kết, sẽ chờ quân phí. Mỗi một ngày đều cấp bách vô cùng, nhất định phải mau chóng đi chiến trường nước Nam Ẩu. Thời cuộc không đợi người. Người khác sẽ bị biểu hiện cường đại giả dối của ngài đánh lừa, hội ẩn nguyên ta đây thì không đâu. Trừ hội ẩn nguyên ta đây, còn ai nữa xuất ra nhiều tiền như vậy, hơn nữa đây chỉ là con số đầu tiên, kế tiếp còn có con số thứ hai, số thứ ba. Hội thiên đạo gánh nổi không, bọn họ cũng không bới ra nổi đâu. Chỗ duy nhất để cho Ninh Nguyên hiến ngài dựa vào cũng chỉ có hội ẩn nguyên ta đây. Nếu như hôm nay ngài đáp ứng, thể diện cũng dễ nhìn hơn một chút. Nếu là ngày hôm nay ngài ra vẽ ta đây cự tuyệt, ngày khác lại tới xin ta vậy coi như làm mất mặt thể diện của quốc quân có thể nói là tổn hại đầy mình hơn nữa đây chỉ là điều kiện thứ nhất của hội ẩn nguyên một khi ninh nguyên hiến thỏa hiệp kế tiếp điều kiện thứ hai của hội ẩn nguyên sẽ lại tung tới thúc ép thẩm lãng giao ra bí quyết gương thủy tinh tiếp đó cái điều kiện thứ ba liên tục không ngừng chỉ cần việc quốc đối mặt nguy cơ chỉ cần việc quốc muốn cầu cạnh hội ẩn nguyên thì ông ta muốn cái gì cũng được ha 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 ninh nguyên hiến lại một lần nữa cười to không có thứ đồ tể như ngươi chẳng lẽ ăn thịt không được bay đâu mời thư trưởng lão ra ngoài cho ta dưới cơn nóng giận ninh nguyên hiến trực tiếp trục xuất trưởng lão hội ẩn nguyên thư bá đảo ra khỏi hoàng cung nhưng sau khi tức giận quốc quân ninh nguyên hiến cảm nhận sự bất đắc dĩ sâu sắc nếu hướng hội ẩn nguyên không mượn được số tiền này vậy phải làm gì tám vạn đại quân đã tập kết thời cuộc không đợi người lê chuẩn Ngươi đi hỏi Thẩm Lãng một chút, hắn nói nửa tháng kiếm được 300 vạn lượng vàng cho quả nhân thật hay giả? Ninh Nguyên Hiến nói: "Vâng." Lê Chuẩn ra ngoài, đi tìm Thẩm Lãng. Thế nhưng, mới vừa đi ra cánh cửa, Ninh Nguyên Hiến vẫn gọi ông lại. "Quên đi, quả nhân tự nghĩ biện pháp, cũng không cần mọi chuyện cũng phiền phức Thẩm Lãng, không nên làm khó hắn." "Đi, mở giá đi phụ chúc tướng." Ninh Nguyên Hiến nói quả nhân ngày hôm nay liền bất chấp thể diện như thế nào cũng phải chính thức hướng chúc phủ cầu hôn cho Kim Một Thông. Lần này thái tử cùng Tam Vương tử tranh chấp đảng phái, thái độ gia tộc họ chúc rất bình thường. Nhưng cũng không bình thường vô cùng. Họ chúc không hỗ trợ, nhưng cũng không phản đối. Nếu như đổi thành người khác thì có thể có vẻ hơi dụng ý khó dò. Nhưng đối với gia tộc họ chúc mà nói thì lại tương đối bình thường. Bởi vì họ chút chưa bao giờ sẽ đối với thiếu quân khoa tay múa chân. Lão sẽ không bởi vì là chỗ dựa lớn nhất của thái tử mà đi dạy thái tử cần phải thế này thế kia. Cho tới bây giờ cũng chưa từng. Lúc trước với Ninh Nguyên Hiến không có như thế, hôm nay với Ninh Dực cũng như thế. Thế nhưng ở thời khắc mấu chốt, gia tộc họ chút đều có thể hỗ trợ thái tử đến cùng. Giống như hai mươi mấy năm trước, bởi vì đế chủ Khương Ly hủy diệt, Ninh Nguyên Hiến đối mặt thời khắc nguy hiểm khủng khiếp. Gia tộc họ Chúc không chút do dự đứng ra, giúp đỡ ông vượt qua lần nguy cơ kia. Liền đơn thuần điểm này, Ninh Nguyên Hiến đều cảm kích cả đời Chúc hoàng chủ. Bên trong thư phòng, Chúc hoàng chủ đang giám sát hai đứa cháu luyện chữ. Một là Chúc Hồng Bình, một là Chúc Nịnh, là hai đứa cháu mà lão yêu thương nhất. Chúc Hồng Bình tính tình cao ngạo, thế nhưng thư pháp lại đâu ra đấy, không phải là dạng phá cách, theo một loại trường phái thư pháp từ năm tuổi luyện đến bây giờ cũng không có thay đổi mấy chẳng qua là không ngừng tinh thâm trình độ càng ngày càng cao chúc nịnh ngược lại nhìn qua điềm tĩnh dịu dàng ngược lại phong cách thư pháp lại lơ lửng không cố định lúc thì dùng loại thư pháp này lúc thì dùng loại thư pháp kia rất khó chuyên chú một loại nào đó cô gái này đại môn không ra nhị môn không bước cho nên những người thật sự gặp nàng cũng không phải rất nhiều mà danh tiếng của nàng ở bên ngoài là kinh đô đệ nhất tài nữ mà không phải kinh đô đệ nhất mỹ nữ như vậy nàng có đẹp hay không thì sao, đương nhiên là xinh đẹp. Lông mày cong cong, mắt cong cong, mũi xinh đẹp, đôi môi tinh xảo hơi nhếch lên. Khuôn mặt cũng dễ nhìn. Tuyệt đối là mỹ nữ. Nhưng thứ đáng ca ngợi nhất không phải vẻ đẹp của nàng mà linh khí. Đôi mắt kia giống như biết nói chuyện vậy, mỗi một cái biểu cảm tuy rằng điềm tĩnh, nhưng phi thường linh động. Hai đứa trẻ viết chữ xong, sau đó đều giao cho chúc hoàng chủ thẩm duyệt. Được, 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 bản lĩnh chữ của tôn nhi ngoan càng ngày càng sâu. Được, 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 chữ của tôn nữ càng ngày càng linh động. Đây là chúc hoàng chủ, từ trong miệng của lão trên cơ bản hầu như toàn khen ngợi, rất ít đi trách cứ một người nào. Tiếp đó lão lấy thư pháp của chúc nịnh ra quan sát. Nha đầu, hết năm nay đã 20 rồi đếch nịnh mắt biết tai ngơ. Tiếp tục cầm lấy một quyển sách, tỉ mỉ mà nhìn. Nên tìm đối tượng. Chúc hoàng chủ nói dù cho nha đầu cháu đây không vội, gia gia cũng gấp rồi. Chúc nịnh vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Chúc hồng bình cao mày nói gia gia nói chuyện với tỷ tỷ mà. Chúc nịnh nói gia gia, tôn nữ đang cố gắng. Chúc hoàng chủ nói vậy tôn nữ hãy nói cho gia gia biết, muốn tìm dạng người như thế nào, chúc nịnh lắc đầu. Cái lắc đầu này có ý gì đây, là không thể nói, hay là không biết, tiếp tục chúc hoàng chủ đưa mắt nhìn về phía chúc hồng bình nói cháu cũng 18, sa năm tìm đối tượng được không? Chúc Hồng Bình nói tất cả do Gia Gia làm chủ. Cho đến nay, cả đều rất hiểu chuyện vân lời, còn muốn trở thành niềm tự hào lớn nhất của ông nội. Chúc Hoàng Chủ nói nha đầu, đang đọc sách gì thế? Chúc Nịnh đưa cái bìa sách đến trước mặt Chúc Hoàng Chủ. Chữ ở phía trên, hầu hết người sẽ không biết, bởi vì cái này căn bản không phải chữ Hán. Nếu như thẩm lãng ở đây, chắc chắn hắn sẽ nhận ra đây là tiếng Heber, tức là tiếng do Thái Cổ. Quả nhiên, thế giới này khai cuộc ra không chỉ có tiếng Trung mà còn có điển tịch văn minh cổ xưa khác. Quyển sách trong tay Trúc Nịnh này là một quyển thượng cổ điển tịch, thiên nhai hải cắt tốn thời gian mười mấy năm mới giải ra. Kết quả là bị nàng mượn đọc, có thể thấy được thân phận địa vị của người ta. Toàn bộ Việt quốc có thể đọc hiểu quyển sách này, cũng không vượt qua năm người. Cô gái này là chân chính đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Quả thật nàng có thể đọc hết những quyển sách qua một lần, hơn nữa còn học xong mấy loại văn tự ngôn ngữ. Đủ loại sách khoa học, triết học, toán học, nghệ thuật, mỹ học, thần học vân vân. Nàng đều xem qua toàn bộ. Mỗi một quyển sách đều đọc ngon lành. Nhưng mà, nàng lại không thích giao lưu với người khác. Bởi vì trừ nàng ra, căn bản sẽ không có người nào xem qua những sách này, cũng không thích nhìn những sách này. Rất nhiều thanh niên tài tuấn hướng nàng cầu thân nhưng mà nói chuyện với nhau không vượt qua một canh giờ liền trực tiếp bỏ trốn mất dạng bởi vì không hề có tí tôn nghiêm chút nào đàn ông luôn luôn sĩ diện hảo cuối cùng vẫn muốn đàn bà con gái ngưỡng mộ cho nên khi những tân khoa tiến sĩ nhìn thấy chút nịnh sau đó nhịn không được phải khoe khoang học thức của mình như thể toàn bộ sách vở đã học phải chất đầy năm xe vậy nhưng mà sau khi mở miệng cô gái này thiên văn địa lý không gì không biết không chỗ nào không hiểu Thứ mà ngươi hiểu thì nàng cũng hiểu, nhưng thứ mà ngươi không biết thì nàng cũng hiểu. Những tên tân khoa tiến sĩ này vì chuyên khoa cử nên chắc chắn chuyên môn về quốc học. Nhưng coi như là thi từ ca phú, bọn họ cũng không sánh bằng chút nịnh. Bởi vì chút nịnh đọc quá nhiều sách, tầm mắt quá rộng lớn, các loại danh thơ kinh điển, dù là thượng cổ hay là cận cổ, toàn bộ hạ bút thành văn. Dù cho nàng tự làm thơ, cũng bởi vì nàng có sức tưởng tượng và tri thức thiên mã hành không đã vậy còn tràn đầy linh khí thế là những tay tiến sĩ này ở trước mặt nàng rõ ràng phải tự ti lắm đàn ông một khi ở trước mặt đàn bà con gái mà tự ti thì chính bọn họ phải buông tha lâu này chúc nịnh trở thành kinh đô đệ nhất tài nữ không ai có thể lấy được chúc hồng bình rất bất mãn mới cách của nàng đọc sách thế này gã cảm thấy nhất định phải đọc sách thế nhưng phải đọc kỹ và có chọn lọc dạng đọc sách như Trúc nịnh thì mỗi ngày đều đọc cả mấy cuốn sách, học vấn làm sao đủ tinh thâm kia chứ, nhưng mà, mỗi một lần chúc hoàng chủ kiểm tra học vấn của hai người. Chúc Hồng bình thường bị thua, nhưng sách luận của gã viết rất tốt, thông thường có thể thắng. Chúc nịnh không thích sách luận, nàng cảm thấy quá khô khan. Chủ nhân, bệ hạ giá lâm, lúc này, lão bột phía ngoài hô lên. Ngay sau đó nghe được giọng của Ninh Nguyên Hiến. Đã nói không được nói rồi, không cho nói, còn muốn nói. Quốc quân đang trách cứ lão bột họ chút, lúc đầu ông muốn trực tiếp vào đây, không muốn để cho chút hoàng chủ ra ngoài nghênh tiếp. Tiêu sái lỗi lạc ninh nguyên hiến tiêu sái lỗi lạc trực tiếp đi vào đây. Chúc hoàng chủ tiến lên lạy xuống nói cựu thần tham kiến bệ hạ. Chúc hồng bình thì quỳ xuống dập đầu quy củ học trò tham kiến bệ hạ. Mà chúc nịnh thi lễ một cái vô cùng đơn giản. Ninh nguyên hiến làm sao để chúc hoàng chủ lạy xuống, trực tiếp tiến lên nâng. Ninh Nguyên Hiến, đến gặp tướng phụ. Nghe được hai chữ tướng phụ này, mí mắt chút hoàng chủ hơi giật một chút. Ai, quốc quân không chỉ là quân chủ của lão mà còn là con rể, là học trò, cơ hồ là từ nhỏ lão quan sát mà lớn lên. Hiểu rất rõ. Mỗi lần một kêu tướng phụ, tuyệt đối không có chuyện tốt. Kế tiếp, Ninh Nguyên Hiến hăng hái bừng bừng kiểm tra tác phẩm thư pháp của Chúc Hồng Bình cùng Chúc Nịnh, tấm tắc tán thưởng. Mà lúc này, tể tướng chúc hoàng chủ ở trong lòng không ngừng thì thầm không nên viết lưu niệm không nên viết lưu niệm lão thật sự sợ ninh nguyên hiến viết lưu niệm chữ của quốc quân khá đẹp nhưng cũng chỉ dễ nhìn mà thôi trình độ nghệ thuật thư pháp cũng chỉ có vậy nhiều nhất cũng không tệ lắm khoảng cách đăng đường nhập thất còn xa hết lần này đến lần khác bản thân bị bệ hạ này cảm thấy hài lòng tới chỗ nào liền viết lưu niệm chỗ nấy hơn nữa chữ mà ông ta từng đề dù thế nào cũng phải bồi mà treo lên ở đây nhắc đến là phương pháp bồi khô, thích hợp dùng cho các tranh chữ dễ bị lem khi gặp nước. Hồ được quét lên giấy bồi sau đó dán lên tranh đã được làm phẳng. Khác với bồi ướt với hồ và nước trên mặt tranh trước khi vẽ. Trong nhà thực sự bày không được. Không biết có phải chân sự cầu nguyện trong lòng chút hoàng chủ tạo nên tác dụng, quốc quân Ninh Nguyên hiến quả nhiên không có viết lưu niệm. Xem ra là có chuyện chính. Kỳ thực, lúc này trong lòng Ninh Nguyên hiến cũng có chút bi ai. Từ nay về sau ông cũng không thể viết lưu niệm nữa, bởi vì chứng rung tay sẽ hiện lên trên chữ viết. Ông không thể để cho người khác nhìn ra mánh khóe, không thể để cho người nhìn ra ông có bệnh. Đáng tiếc. Thư pháp của quả nhân tốt như vậy lại mắc căn bệnh thế này làm cho trên đời thiếu bao nhiêu tác phẩm đẹp rồi. Chúc Hồng Bình cùng Chúc Nịnh xin cáo lui, để nên Nguyên Hiến cùng Chúc Hoàng Chủ nói chuyện chính sự. Nghe nói bệ hạ hướng hội ẩn nguyên mượn tiền chẳng thuận lợi. Chúc Hoàng chủ chủ động bèn hỏi. Đổi thành người khác nói như vậy, quốc quân đã giận tím mặt. Ngươi nói lời này có ý gì? Là đang dẻo cợt quả nhân à, nhưng nếu từ trong miệng tướng phụ nói ra, ông sẽ không trách cứ, ngược lại gật đầu. Thư bá đảo nói để Ninh Dực đi nói. Ninh Nguyên hiến bảo. Tướng phụ, đây là ý gì? Chúc hoàng chủ cao mày, đây là từ trình độ nào đó là ly gián tình cảm cha con quân vương mà ninh nguyên hiến tiếp tục phất phất tay tỏ ý không muốn bàn lại cái này mất hứng chuyện tình hôm nay tới tìm tướng phụ là có chuyện khác ninh nguyên hiến nói chúc hoàng chủ thưa bệ hạ mời nói tiếp đó ông hời hợt pha trà bên trong thư phòng tức khắc thêm vào một phần hơi nóng sau khi nấu nước xong ninh nguyên hiến chủ động nóng ly chủ động châm trà trước rót một chén cho chúc hoàng chủ tiếp đó cũng rót một chén cho mình Chúc hoàng chủ cũng không có khiêm nhượng, quốc quân đưa trà cho lão, lão cũng chỉ hơi công lưng một chút mà tiếp nhận. Ninh Nguyên hiến thật là có chút khó có thể mở miệng. Ai, thằng nhóc phá phách thẩm lãng này, quả nhân bị ngươi đẩy xuống hố khổ rồi. Hoặc là ngươi không mở miệng, vừa mở miệng toàn là việc khó như lên trời. Nhưng mà, bản lĩnh cố chịu nhục, quả nhân vẫn phải có. Mất thể diện thì cứ mất đi. Nịnh nhi sắp 20 rồi. Ninh Nguyên Hiến nói. Chúc Hoàng Chủ không khỏi kinh ngạc, tiếp đó gật đầu nói đúng, qua hết năm 20. Ninh Nguyên Hiến nói hiện nay có được Lan Quân như ý chưa? Trong lòng tướng phụ có chọn người nào chưa? Chúc Hoàng Chủ lắc đầu nói người mà thần chọn có giỏi mấy cũng vô dụng, trước tiên phải qua được cửa ải của con nha đầu kia, nhưng mà cửa ải này không qua được. Lời này là nửa điểm không sai. Gia tộc họ chúc chí ít tìm mấy chục tên thanh niên tuấn kiệt tới cùng chúc nịnh tương thân kết quả đều giống nhau toàn bộ bỏ trốn mất dạng thua thương tích đầy mình ninh nguyên hiến do dự một lúc lâu tiếp đó chợt cắn răng nói tướng phụ ta chỗ này ngược lại có chọn một người ông thậm chí không dám nói chọn được một người tốt chúc Hoàng chủ nói a à. bệ hạ mời nói ninh nguyên hiến nói thế tử phủ hầu tước huyền vũ kim Mộc thông xuất thân cao quý phẩm hạnh thuần lương có thể thấy được quốc quân vẫn thực sự cầu thị đánh giá với kim mộc thông tuyệt đối chính xác chúc hoàng chủ không che giấu sự kinh ngạc của mình dù cho lấy đầu óc của lão cũng nghĩ không ra quốc quân sẽ nói đến người này kim mộc thông quốc tử giám sinh công danh gì cũng không có gần như có thể gọi là dốt nát đương nhiên tương lai gã sẽ kế thừa chức huyền vũ hầu nhưng đối với quý tộc hàng đầu mà nói công danh rất trọng yếu nếu như ngươi không có công danh ở trong giới quý tộc sẽ không ngóc đầu lên nói Chuyện này cũng giống như trái đất hậu thế, con cái trong nhà giới siêu giàu toàn là thạc sĩ, tiến sĩ danh tiếng. Không phải Đại học Cambridge thì Oxford, hoặc là Harvard, Ian, Cantet, Viện Công nghệ California, Zurich vân vân. Nếu như ngươi tốt nghiệp Đại học Tokyo còn ngại nói ra Mà bằng cấp kim một thông bây giờ Phải tương đương với sinh viên tại chức Đại học Bắc Kinh chứ chưa nói đến chính quy Dĩ nhiên bằng cấp của thẩm lãng càng kém có thể ví như đại học pacific western hoặc là đại học clayton hồng kông dùng tiền mua văn bằng từ sáng đến tối chẳng cần buổi nào học nghiêm túc ước chừng một lúc lâu tể tướng chúc hoàng chủ gật đầu một cái nói đứa nhỏ kim một thông ngược lại đàng hoàng thật xem ra chúc tướng cũng đặc biệt thực sự cầu thị nên nguyên hiến nói bằng không để hai đứa bé gặp mặt một lần chúc hoàng chủ gật đầu nói được tìm ngày gặp mặt tìm hiểu một chút đây là ra mắt cuối cùng quốc quân lên tiếng cơ hội tương thân vẫn phải cho kế tiếp ninh nguyên hiến cũng không còn mặt mũi ở lâu vội vàng cáo từ rời đi ông cảm thấy thể diện của nửa đời mình coi như ngày hôm nay gần như ném hết ở trong lòng tể tướng chúc hoàng chủ ninh nguyên hiến ta đây chắc chắn đặc biệt không đáng tin cậy đi sau khi ninh nguyên hiến đi tể tướng chúc hoàng chủ gọi chúc nịnh tới bệ hạ giới thiệu cho cháu một đối tượng chúc nịnh kinh ngạc đổi thành đứa con gái khác, chuyện cưới xin này là ván đã đóng thuyền. Nhưng đối với gia tộc họ Trúc mà nói, hoàn toàn không tồn tại. Bên cạnh Trúc Hồng Bình ngược lại nói người nào, người quan tâm như vậy làm cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn đi chỉnh thẩm lã ngà, thế tử phủ hầu tước huyền vũ kim một thông. Trúc Hoàng chủ nói, tức khắc, Trúc Nịnh ngây người, Trúc Hồng Bình cũng hết hồn. Quốc quân này, bị điên rồi sao, Kim Mộc Thông là ai hả, thằng học dốt nhất nhì quốc tử giám. Lúc trước tranh chấp đảo Kim Sơn dù cho gã thắng đường dưỡng, nhưng tất cả mọi người biết chút văn chương cùng thơ từ cũng là thẩm lãng làm. Dựa vào bản thân Kim Mộc Thông. Ngay cả tú tài cũng không đậu nổi. Thậm chí ngay cả thi quận cũng không quá. Mùa xuân năm ngoái Kim Mộc Thông không biết xấu hổ, lại vẫn đi tham gia thi hội. Kết quả thành tích kia không nói cũng được. Dựa theo cách nói quan chủ khảo chính là, người này dám tới tham gia thi hội là cần bao nhiêu dũng khí nhưng Kim Mộc Thông cũng có lời, đây là anh rể không có đoán tủ, bằng không ta sẽ đậu tiến sĩ cho các ngươi xem, bây giờ ta thi một thứ nhất đếm ngược không thể trách ta. Ở trong lòng chúc Hồng Bình, Kim Mộc Thông còn không xứng với nửa đầu ngón tay của chị gã. Huống hồ, năm ngoái cái tên mập mạp này còn có vụ bê bối to lớn. Gã bị một người đàn bà có chồng cho cưỡng bức làm bẩn. Đây quả thực là thể diện mất hết, quả thực so với đi cường bạo người khác còn mất mặt hơn ngươi đường đường thế tử một quý tộc lâu đời, lại vẫn cần nhờ chuyện này để bóc tem sao? Ngươi sắp 19 tuổi, còn chưa ngủ qua đàn bà, đơn giản là sĩ nhục quý tộc. Dĩ nhiên, Trúc Hồng Bình gần 18 tuổi. Cũng, chưa từng ngủ với cô nào. Nhưng tình huống không cùng một dạng, Kim một Thông là muốn ngủ mà ngủ không được. Trúc Hồng Bình là vô số thiên kim quý tộc muốn muốn trao thân mà gã không muốn nhận. Gã kiêu ngạo, tự cho bản thân phải trong sạch về tinh thần, nhất định phải tìm ra hồng nhan tri kỷ cả đời, bằng không sẽ không làm bẩn linh hồn và thể xác của mình. Vừa nghe lời này chỉ biết đứa nhỏ này quá trẻ tuổi, ấu trĩ, chúc hoàng chủ nói cháu gái ngoan, nếu bệ hạ lên tiếng, vậy con liền đi gặp một lần đi, chúc nịnh gật đầu nói được, con người của cháu thích nhất ra mắt đó. Á, à, thích ra mắt nhất, nó thích cảm giác dùng chỉ số thông minh và tài hoa đè bẹp nam nhân khác thì có. Cứ như vậy, chúc nịnh cùng kim một thông tương thân cứ quyết định như vậy, chiều hôm sau tiến hành thẩm lãng vẫn ở tầng hầm làm thí nghiệm đây đại khái là sở thích duy nhất của hắn bởi vì hắn gần đây lại có một phát hiện to lớn lúc nghiên cứu sửa đổi người có huyết mạch trống rỗng mà phát hiện sự phát hiện này không vĩ đại thế nhưng lại có thể bảy người sau khi làm xong thí vợ của ninh chính trác thị bưng cơm nước xuống nàng không phải đưa cơm cho thẩm lãng mà là cho vợ kiếm vương lý thiên thu lần này chuyến sang biên giới kiếm vương Lý Thiên Thu không có còn làm tùy tùng, luôn luôn ở trong nhà làm bạn với vợ. Nhưng đại ngốc muốn đi Khương quốc thủ hộ vợ sinh con, Lý Thiên Thu làm sao cũng phải đi theo. Cũng không thể để đường viêm cùng đại ngốc đi. Như vậy sẽ dẫn đến kết quả, hai người đi tới sang năm cũng không đến được Khương quốc. Hai người này chỉ số thông minh cùng ngang ngửa nhau, cộng lại đều không vượt qua 120. Để ta đi cho. Thẩm lãng nhận lấy cơm nước, tiếp đó bưng đi cho vợ của kiếm vương của kiếm vương khâu thị được thẩm lãng chữa khỏi kịch độc trên người đã gần nửa năm thân thể đang đang dần dần mà khôi phục chí ít đã khôi phục bộ dạng đàn bà bình thường khuôn mặt vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục da cũng không nhưng so với hình dạng lúc trước giống như giả thú đã tốt hơn rất nhiều tóc ngược lại dài ra mấy tấc bà vẫn ở miết trong tầng hầm hơn nữa có người ở thời điểm tuyệt đối không đốt đèn lúc chỉ có một mình bà mới có thể đốt nến bởi vì khôi phục tinh thần cho nên mới chú ý đến bề ngoài của mình nàng không cho phép hình dạng xấu xí đáng sợ của mình bị người khác thấy được nhất định phải chờ đến khi hoàn toàn khôi phục sau đó sẽ trở lại sinh hoạt trên mặt đất xuất hiện ở trước mặt mọi người dù cho bà ở cùng với chồng lý thiên thu hai người vẫn ăn cơm nói chuyện trong bóng đêm vì thế thẩm lãng chuẩn bị cho bà rất nhiều thứ mỹ phẩm dưỡng da mỗi ngày vợ của kiếm vương cần đến hai cái mặt nạ đắp mặt thẩm à ăn cơm thẩm lãng ở bên ngoài hô lúc này vợ của kiếm vương ở bên trong đọc sách nghe được lời thẩm lãng nói sau đó lập tức thổi tắt ngọn nến bên trong gian phòng lại lâm vào một mảnh tối đen thẩm lãng bưng cơm đi vào hắn sẽ không cùng ăn với bà bởi vì mỗi ngày mà đều ăn móng giò heo ai làm sao mà chịu nổi cho được hơn nữa còn là móng heo chân cách thủy với táo đỏ thế nhưng không có cách nào nghe nói thứ này tốt cho nhan sắc. Thẩm, xin lỗi, lại khiến cho kiếm vương tiền bối đi làm việc. Thẩm lãng nói. Khâu thị nói không có việc gì, hắn chính là một nông dân, không ai sai phái thì khó chịu cả người đấy. Thẩm lãng nói nếu như ngài quá nhàm chán, ngày mai con ôm con bé xuống tới cùng chơi. Khâu thị trong lòng sao động, trong mắt cay cay. Bà cũng là một nữ nhân đáng thương, cả đời muốn sinh đứa bé đều không có thể thành công kết quả nhận nuôi một nghĩa nữ lại là con rắn độc kẻ thù phái tới hủy diệt bà đừng đứa bé bị dọa đấy khâu thị nói hay là chờ ta khôi phục dung mạo sau đó ôm bé đến đây thật không biết ta lúc nào mới có thể khôi phục dung mạo như vậy ta có thể cùng lý nhị cẩu đi ra cửa võ công của thẩm cũng tốt đến lúc đó sẽ có thể làm việc cho con tên thật của kiếm vương lý thiên thu gọi là lý nhị cẩu sau khi được kiếm vương đời trước nhận làm đồ đệ sau đó đổi sang lý thiên thu bằng không, một người nông dân cũng không dám đặt cho con trai mình một cái tên uy phong khí phách như vậy. Lý nhị cẩu cùng lý cẩu tử đều có hiệu quả như nhau. Thẩm lãng nói vậy con sao dám nhận, khâu thị nói có cái gì không dám. Những người luyện võ như chúng ta vốn chẳng đáng giá. Thẩm lãng nói thẩm à, mấy ngày nữa con sẽ rèn cho thẩm một chút trang bị, tiếp đó soạn một quyển sách tranh, thẩm chỉ cần luyện theo, cam đoan vóc dáng sẽ đẹp, nương tử của con trước khi mang thai đều luyện đấy. Thành, thẩm lãng nói thẩm à, ngài ở trong phòng này chắc cũng chán, có cần đọc sách gì không? Khâu thị hỏi tập 4, đấu phá thương khung, viết xong chưa? Thẩm lãng đáp vẫn chưa. Khâu thị nói vậy con hãy thúc thằng nhóc mập kia mau viết, trong khoảng thời gian này ta chỉ dựa vào quyển sách này mà sống thôi. tin tức chút nịnh cùng phải kim một thông tương thân truyền ra ngoài. Không phải họ chút để lộ bí mật, mà là vương hậu bên này nghe nói chuyện này, sau đó nổi cơn giận dữ hiếm thấy đi thẳng tới thư phòng quốc quân chất vấn hắn thanh âm không nhỏ người bên ngoài nghe được tiếp đó truyền ra vương hậu nói một câu bệ hạ ngài muốn hạ cho họ chút của thiếp xuống sao nên nguyên hiến không có tiếp tục khắc khẩu trực tiếp xoay người rời đi quan hệ của ông và vương hậu không được tốt lắm phải nói tương kính như tân vợ chồng kính nhau như khách hậu tuyệt mỹ hơn nữa đoan trang phóng khoáng thế nhưng bà quá kiêu ngạo vài thập niên trước, nàng cũng là đệ nhất tài nữ kinh đô. Sau khi gả cho Ninh Nguyên Hiến, tuy rằng cũng biểu hiện hiền lương thuộc đức, khiêm cung lễ nhượng. Nhưng trong lòng lại đặc biệt ngạo mạn, từ chối người khác từ ngoài ngàn dặm. Bởi vì bà tài cao, cho nên cũng mắt cao hơn đầu, cảm thấy chỉ có đàn ông đứng đầu nhất thiên hạ mới xứng với bà. Trong lòng nàng là cảm thấy Ninh Nguyên Hiến có chút dốt nát. Hai người đã từng đã sanh một đứa con trai, thế nhưng chết non, sau đó lại sinh một đứa con gái, bây giờ mới 13 tuổi. Thái tử Ninh giật làm con thừa tự cho vương hậu, sau đó bà cũng xem như con đẻ. Người đàn bà này làm vương hậu, cũng không có lỗi lầm gì. Cũng không độc bá hậu cung, ngược lại để cho cùng hưởng ơn mưa móc của quốc quân, hơn nữa cũng không tham gia vào chính sự. Thế nhưng cái loại không muốn độc sủng như bà, ngược lại càng giống như là một loại khoan dung cùng ngạo mạn. Khách quan mà nói, sự dịu dàng của biện phi với ninh nguyên hiến xuất phát đam mê ái mộ vương hậu vốn rất có bất mãn với quốc quân lúc này nghe được ông lại muốn gả chúc nịnh cho tên phế vật kim một thông tức khách cũng không nhịn được nữa quốc quân lúc đó không nhịn được nói con gái họ chúc của nàng quý giá đến thế kia à quý đến đâu cũng không thể xem con của nhà khác như cỏ rác những lời này chọc giận vương hậu bà mới nói ra những lời làm hèn hạ nhà họ chúc của ta này nhưng dù hai người ầm ĩ một trận sau đó chuyện ra mắt của Trúc Nịnh cùng Kim Một Thông vẫn hoàn toàn truyền ra. Tất cả mọi người kinh đô lại một lần nữa bị kinh hãi. Tên phế vật Kim Một Thông này lại muốn lấy kinh đô để nhất tài nữ Trúc Nịnh, rõ ràng cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nằm mơ đi, bệ hạ ngài mới vừa oai phong tám hướng, tiếp tục cứ không đáng tin cậy như vậy, lại làm như vậy, nói rõ lấy không thành, chẳng lẽ thấy mình chưa đủ mất mặt hay sao, nhưng mà Ninh Nguyên Hiến có chỉ có thể nuốt đắng cay vào lòng, ai bảo ông đã lỡ đồng ý với thằng nhóc phá phách thẩm lãng kia chứ tiếp tục tất cả mọi người mặc niệm cho kim mộc thông bởi vì không biết có bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt hướng chút nịnh cầu thân kể cả trạng nguyên khoa trước toàn bộ đều bị nàng đánh thương tích đầy mình toàn bộ các lĩnh vực tri thức đều bị nàng đè bẹp gần như phải mất đi lòng tự tin cái thứ dốt nát của một kim mộc thông nhà ngươi có thể sẽ bị đệ nhất tài nữ chút nịnh đã kích đến không dám yêu từ đó về sau chắc không thích nổi đàn bà Cô gái này học vấn quá dọa người, có thể một cái móng tay út là có thể nghiền kim một thông thành đống cặn bã. Quốc quân Ninh Nguyên hiến thúc để kim một thông cùng chút nịnh tương thân, sau đó chuyện kế tiếp bản thân ông cũng không tiện cưỡng cầu. Hơn nữa, chính ông cũng sức đầu mẻ tráng. Tám vạn đại quân tập kết hoàn tất, quân phí vẫn còn một khoảng trống lớn. Chỉ cần trì hoãn một ngày, cũng có thể có thể với chiến cuộc tương lai tạo thành ảnh hưởng to lớn. Thế nhưng hội ẩn nguyên bên kia, không có bất kỳ ý thỏa hiệp chút nào. Hơn nữa gần như nửa công khai mà kêu gọi đầu hàng. Xin Thái tử Điện Hạ đi nói sự việc mượn tiền. Thái tử Ninh giật bởi vì chuyện này tiến vào trong cung, hướng quốc quân thỉnh tội. Nhưng vẫn không có thể cải biến sự thật này. Ở trong mắt tất cả mọi người, quốc quân hướng hội ẩn nguyên mượn không ra tiền, thế nhưng Thái tử có thể. Cái này vô hình chung nâng cao địa vị Thái tử Ninh giật địa vị lên rất nhiều rõ ràng trạng thái lặng lẽ tranh ngôi giống như lại muốn lại một lần nữa càng ngày càng nghiêm trọng hơn nữa lúc này đây ngọn lửa thậm chí đốt tới trên đầu quốc quân hội ẩn nguyên thế lớn có thể thấy được chút ít thẩm lãng thử hết lần này đến lần khác xác định không có sai lầm sau đó chính thức tiến cung cùng quốc quân nói về sự việc mấy triệu lượng quân phí chuyện này hắn quả thật có thể hoàn thành có thể ở trong vòng nửa tháng ngắn ngủi kiếm được mấy triệu lượng vàng so với lần trước bán gương thủy tinh phối phương còn muốn điên cuồng dĩ nhiên lần này điên cuồng kiếm tiền cơ hồ là chẳng có đường xuống chút nào nhưng nếu hắn thành công chính là lại một lần nữa sáng lập kỳ tích kinh người nửa tháng kiếm mấy triệu lượng vàng thiên hạ căn bản cũng không có như vậy làm ăn nếu như thành công vậy coi như tác thật mạnh trên mặt thái tử cùng hội ẩn nguyên cũng là giúp đỡ quốc quân giải quyết được nang đề to lớn mà lúc này bên trong lầu Phượng Nghi. Kim Mộc Thông cùng chút định sắp bắt đầu ra mắt, tên mập gặp phải hồi hộp trước nay chưa từng có. Quả thực chính là sống một ngày bằng một năm, đứng ngồi không yên. Bây giờ toàn bộ người ở Kinh Đô đều đang cười nhạo gã là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tất cả mọi người chờ xem kịch vui. Bên ngoài cửa số, không biết có bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt vây bên ngoài. Bên trong không biết có bao nhiêu cử nhân tiến sĩ toàn bộ cũng là tới xem náo nhiệt cũng là muốn đến xem kim một thông bị đánh tè ra quần làm trò hề thế nào đám người kia nhận xét vô cùng trực tiếp chúc nịnh thân phận cao quý cưới nàng chẳng khác nào một bước lên trời hơn nữa còn là đệ nhất tài nữ chúng ta là không có trông cậy vào ngay trong chúng ta rất nhiều người đều bị nàng công khai chà đạp bây giờ xuất hiện một thằng còn thảm hại hơn trong lòng chúng ta đương nhiên khoái chí nhưng là các ngươi cho rằng kim một thông muốn cùng chút nịnh tương thân trong lòng gã sẽ tự ti sẽ tự cảm thấy xấu hổ hết cỡ sao không so với trong tưởng tượng của các gã càng tự ti càng xấu hổ không ngớt dùng một câu nói hình dung tên mập khẩn trương đến muốn nghĩa ra bên trong gian phòng kim một thông một mình ngồi ở chỗ kia lẳng lặng đợi chút nịnh đến trong đầu gã lúc này chỉ có một ý niệm tất cả chuyện này mau kết thúc ta lập tức trở về nhà ngủ một giấc coi như chuyện gì đều không phát sinh cả loại chuyện lấy chút nịnh này, cả không dám nghĩ tới. Thậm chí buổi ra mắt này, cả cũng hoàn toàn không biết. Bỗng nhiên đã bị anh rể gọi tới nơi này ra mắt, một chút cũng không có chuẩn bị. Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Kim một thông khẩn trương không cách nào hít thở. Tiếp đó, cửa phòng mở ra, một cô gái xinh đẹp đi đến. Người con gái tựa như tinh linh. Khuôn mặt điềm tĩnh dịu dàng, ánh mắt lại linh động vô cùng nàng chính là chút nịnh. Sau khi đi vào, nàng liếc mắt Kim Một Thông một cái. Trong phút chốc, Kim Một Thông trong lòng thất thủ một nửa. Cả người một trận tê dại, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Kỳ thực, chút nịnh không đẹp như một lan, cũng không đẹp bằng sung sư sư. Thế nhưng, lại cùng tình nhân trong mộng của Kim Một Thông y hệt. Được rồi, cả cho tới bây giờ cũng không có hình tượng cụ thể gì cho tình nhân trong mộng cả. Thế nhưng sau khi chút nịnh đi vào, gã đã có. Kim Mộc Thông cảm thấy bản thân phải đứng lên, như thế có vẻ ra vẻ lễ độ một chút. Thế nhưng khi mới vừa đứng lên. Một, gã đánh rắm một cái. Thật không có nghĩ đến, cái cái rắm này liền đột nhiên phóng ra nhanh như vậy. Kim Mộc Thông trong lòng tuyệt vọng. Kết thúc, kết thúc, Kim Mộc Thông ta đây hình tượng vốn kém, lần này càng như phân vậy. Chút nịnh xuất ra khăn tay tẩm tinh dầu, che mũi. Đứng ở nơi đó một lúc lâu, đến khi tan hết mùi mới đi tới ngồi xuống trước mặt Kim Mộc Thông. Nàng như lâm đại địch, thời khắc nào cũng đề phòng. Nàng sợ Kim Mộc Thông sẽ lại một lần nữa thả ra vũ khí sinh hóa học. Chút Nịnh nói Kim Mộc Thông, cùng ta tương thân kỳ thực rất đơn giản, ngài chỉ cần trả lời ba câu hỏi, chúng ta có thể thử tiếp tục gặp gỡ. Đương nhiên chỉ cần trả lời sai lầm, tương thân lập tức kết thúc giữa chừng, Kim Mộc Thông ra sức cực đầu gã bây giờ chỉ mong nhanh kết thúc, tiếp đó trốn vào chăn mà khóc. Bởi vì hắn thất tình. Lần đầu tiên nhìn thấy chút nịnh đầu tiên nhìn thấy, gã gần như thất thủ. Nhưng hai người hoàn toàn là không thể nào, cho nên hắn thất tình. Chúc Nịnh nói câu hỏi đầu tiên, ngài nghe cho kỹ. Khi một thông cả người căng thẳng, còn chưa có bắt đầu trả lời, nội tâm của gã đã bắt đầu kêu rên. Chắc chắn mình không xong rồi, dù sao mình cũng dốt sẵn, Chắc chắn không trả lời được Chút Nịnh nói vừa rồi ngài mới đánh rắm Vậy vấn đề thứ nhất ta cần hỏi chính là Vì sao có rắm lại thối Nhưng có chút rắm lại không thối Á, à, tức khách kim một thông hoàn toàn kinh ngạc sửng sờ Cái này, đây là câu hỏi tương thân của đệ nhất tài nữ kinh đô Thực sự quá đặc biệt Mình, mình càng thêm đam mê nàng mất thôi Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha